cầm qua đây chưa? Lai quần bò không em? Quần bò còn một ít nữa hay sao chị? Quần bò này em còn một vài mã nữa thôi. Ok, còn thấy chị Lệ Trang nhá. Các chị ơi, nhanh nhanh nhanh, khẩn trương. Nói chung là bây giờ là lên cái gì là bán cái đấy và sale nữa cho các chị cái đấy nhá. Ok nhá mọi người, bắt đầu lên luôn mọi người nhá. Mũ có bán không em? À, có luôn. Nhưng mũ này 90.000 hay sao em không nhớ lắm, em mua em quên rồi. Hình như là 90.000. Ok nhá mọi người ơi, bây giờ em sẽ lên luôn nhá mọi người. Lên luôn, mỡ màn. Bộ này đi. Shop không thể gọi điện chốt đơn cho chị. Chị Huyền cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị Huyền ơi cho em xin số điện thoại đi nhá. Cho em xin số điện thoại với. Rồi ok, mọi người ơi, mã này mình sẽ lên cho em mã này là bộ mã số 1 đi. Tặng nữa được các chị bộ này 120 thôi. Comment cho em mã này đúng là số 1 cho em nhá. Em chẳng biết hôm nay có cái gì logo thì bán nốt được các chị tặng nốt thôi, 120 này. Comment đúng cho em mã này là số 1 giùm em nhá. Cả một cái bộ len đẹp là khách xả ra đây. Comment đúng hộ em là có đơn. Cái bộ này từ khoảng độ 40 cân đến khoảng độ 60 cân là ok nhá. Số 1 cho em này, có một bộ màu đen, một bộ màu trắng. Có một bộ đen, một bộ trắng, hai bộ đen, một bộ trắng là 120.000 một bộ cho em. Ok chưa các chị ơi, quá rẻ đúng không? 120.000. Comment đúng cú pháp hộ em là số 1. Tặng nốt cho các chị luôn với giá là 120.000 một bộ cho em. Trời ơi. 120 nhá mọi người ơi, 120.000. Comment đúng mã cho em là số 1 nhá. Chỉ cho đơn những chị nào chia sẻ livestream ạ. Hôm qua em có comment số điện thoại rồi. Nhưng mà có comment đọc kênh thì mới có hàng nhá. 120 mã số 1. Số 1 120. Ừ, 3 bộ. Những cái này là những cái bộ ngẫu nhiên nhá mọi người ơi. Thế là em sẽ không phân cho mọi người là theo hình hay là theo màu đâu. Và em sẽ tặng nốt cho các chị là 75.000 một bộ. Comment cho em mã này là số 2 nhá, 120. Rồi em với chị Hà ở đây rồi. Comment đúng cho em mã này là số 2 giùm em nhá. 120.000 một bộ. Lưu ý là chỉ chốt đơn cho những chị nào chia sẻ nhá mọi người. Chỉ chốt đơn cho những chị chia sẻ thôi. Được chưa? Comment đúng mã này cho em là số 2. Chị Văn Nam Vi có màu đen ạ. Ok. Có một màu đen. Chị Công Nguyên có hai bộ hai màu ạ. Ok. Số 2 nó có rất là nhiều màu. Bộ áo cọc quần dài và tặng các chị là 75.000 một bộ. Bộ này em sẽ không phân màu nha mọi người ơi. Nó sẽ là không phân màu cho em và phân cân nặng các chị đến 55-56 cân mình chốt đơn cho em nhé. 55-56 cân mình chốt đơn cho em. Được chưa? Comment đúng mã cho em bộ này là số 2. Và tặng luôn cho các chị là 75.000 một bộ. Nó sẽ có màu tím, màu trắng. Cái này là không phân màu cho em nhá. 60 cân vừa bộ này luôn cho em. Mã số 2 giùm em nhá. 75.000. Em với chị Lê Lan này, bộ đấy hàng mắt. Rồi chị nào lấy con này mình sẽ lên đúng cho em là số 2. 75k nhá. 75.000 một bộ thôi. Quá rẻ. Quần là quần dài nhá mọi người ơi. Áo là phục tập. Quần là quần dài. Có cả bộ màu trắng như thế này nữa này. Nói chung cái bộ này em sẽ là không phân theo hình nhá mọi người. Không phân màu đi, tại vì có 75.000 một bộ quá rẻ rồi. Được ạ, comment cho em này là số 2. Số 2 và kèm số cho em nhá. Comment đúng cú pháp của em là số 2 là ok. Chị Văn Nam Vi có số 2 ạ. Chị Nga Lê có số 2. Chị Băng Như có số 2. Áo lông cừu này em tặng hết cho cả nhà đi. Vừa bán vừa chiên cho chị luôn. Mã này mình sẽ lên cho em là số 3. Chị Trần Hoàn Châu có số 2. Rẻ lắm. Số 3 cho em nhá. Áo lông cừu 200. Quá rẻ này. Comment đúng mã này cho em là số 3, 200. Bảo Uyên có số. Trời ơi. Em có thật tuyệt vời không mà trời luôn. Được chưa? 200.000 một con áo lông cừu. Đây đấy chị ơi. Quá xinh, 40 cân đến khoảng độ 60 cân các chị ok cho em nhá. Số 3.
Bao giờ áo lông cừu bán 200 không các chị? Comment đúng mã này cho em là số 3 nhá. 200.000. Số 3 200. Có đúng một cái nhá, màu kem ạ, chất rất là dày và rất là đẹp luôn. Chị nào lấy con này mình sẽ lên đúng mã cho em là số 3. 200. Số 3 200. Đẹp lắm, em sale hết. Ui. 200 luôn đi các chị ơi, mã số 4 cho em. Trời đất, quá đẹp. Mã số 4 ạ. 200. Chị nào lấy số 4 thì mình chốt số 4 cho em này. 200 tặng nốt nhá. Em tặng nốt cho các chị là 200.000 luôn, mã số 4 hộ em. Số 4 em sẽ có màu hồng và màu đỏ nhá mọi người ơi, và đó, màu kem. Mỗi màu nó có ít thôi. 200.000 con áo lông cừu dã man. Chuẩn hàng Hồng Kông cho em nhá. Chị Ngọc Huyền của số 2 ạ. Đấy, màu hồng, màu đỏ, màu kem. Comment mã này cho em là số 4 và giá cho các chị là 200.000 nốt. Ê ơi, nó dày, nó mịn đó chị ơi. Tết mà lạnh mà con này quá là sướng luôn đúng không? Số 4 cho chị Linh Thảo ạ. Ok, này. Kem màu đi chị ơi. Hồng, kem, đỏ. Mỗi màu đều có ít nhá. Mã số 4 dùm em 200. Dưới 60 cân trở về cho em là có đơn đó chị ơi. Lên mã kèm số ạ. Kèm màu luôn hộ em nhá. Trời đất ơi, quá đẹp luôn đó chị. 200.000. Đấy là em sale nốt nhá. 200. Quá đỉnh luôn. Ôi, mã số 4 cho em nhá, 200.000 thôi, sale hết. Sale hết rồi các chị luôn. Chị Quỳnh Thư có số 4 màu đỏ. Ok. Chị Thùy Nguyên có số 4 ạ. Ok. Nhận được hàng của nhà Lai rồi, chất quá là ok. Em cảm ơn chị Loan nhá. Chị An Nhi ơi, chị comment số thì nhà em gửi chốt đơn được. Khẩu trang thì nhà em vẫn đang còn. Khẩu trang thì tí nữa em sẽ lên cho mọi người nhá. Thì nhà em còn mỗi màu xanh. Chị Phan Liêu có số 4 ạ. Khẩu trang y tế nha em, còn mỗi xanh nữa ạ. Chị Phan Liêu có số 4 màu hồng ạ. Ok. Theo hết đi rồi các chị luôn. Chị Nguyên Diễm có số 4 màu hồng ạ. Ôi ôi, con này em tặng nốt đấy chị ơi, 200 thôi. Em hâm em mới bán cho các chị giá 200. Comment cho em là số 5 200 nhá. Tất tật tật luôn em bán tặng nốt cho mọi người luôn. Mã số 5 hộ em 200.000. Ờ em có thấy chị Thuyền này. Mũ chị có một kiểu ạ. Và chị có một màu. Ờ, lúc em lại đọc tên mà chưa thấy gọi điện chốt đơn cho chị Sô-cô-la để xung số cho em đi ạ. Áo em mặc còn ít thì em sẽ lên luôn cho mọi người nhá. Chị Thanh Đảo số 4 của kem ạ. Số 5 hộ em. Số 5 ạ, 200.000. Số 5. Chị nào lấy số 5 thì mình chốt số 5 hộ em nhá. 200k. Áo có bán. Anh chị ơi, lấy hộ em ở trên kệ với. Áo em mặc ở trên kệ chị. Cái cậu kệ hàng đắt ấy. Có hình như màu đỏ ấy. Còn mỗi màu đỏ hay sao? Đây. Các chị cho em comment mã cộng số điện thoại nhé. Áo em mặc luôn nhá. Mã số 6 đi, hàng VIP. Kể cả khách cũ ạ. Áo em mặc thì các chị sẽ comment đúng mã áo này cho em là A11. Đẹp lắm con áo này. A11 cho em. Hàng xịn, hàng chuẩn, hàng cao cấp luôn. Nhận đồ hàng á. Các chị cảm thấy nó sướng. Được chưa ạ? Số 5 200. Comment cho em là mã này là số A11. A11 lông đấy không tháo rồi ạ. A11 cho em và giá các chị nghe giá cho em rẻ. Rẻ siêu rẻ luôn. Được chưa ạ? Không phải chị. Con này có một con thôi. A11 dùm em là có đơn đấy chị ơi. Đen và đỏ nhá. Có ngói hút ẩm đầy đủ cho các chị. Và giá chỉ có 139.000 thôi. Hai tông cho em là đỏ và đen. Được chưa các chị? Comment đúng mã hộ em là A11 nhá. Con này chị nào mà không lấy nhanh thì hết hàng đấy. Em nói thật. Con này chị nào mà chậm là hết, tại vì hàng này không có cơ hội về thêm nữa đâu. Đây đấy, chị nhìn cái bản màu đen cho em này. Đá đi ra ngoài đường nhá, có thêm ánh nắng mặt trời cái này mà lấp la lấp lánh luôn. Được chưa? 69 cân vẫn vừa cho em. Sẽ hai màu là màu đỏ và màu đen. Chị nào lấy màu nào á? Mình lên đúng cú pháp cho em là có đơn. Từ nguyên không có số 4 cũng không có số 5 luôn nhá. Nhìn cái chất cho em này, dã man. Kinh khủng khiếp. Làm gì thiếu những ba sản phẩm cơ chị? Làm gì thiếu đến ba sản phẩm cả? Thiếu một cái là ok, làm gì thiếu đến 3 sản phẩm cả. Làm gì em đóng đơn cho chị thiếu đến những 3 sản phẩm chứ. Comment đúng cú pháp của em là có đơn nhá. Và giá cho các chị luôn là 139.000 đồng cho em. Chưa, em chưa nghỉ like. Đến 23 em mới nghỉ like nhá. Nên yên tâm. Yên tâm nhá mọi người ơi. Nếu mà dịch mình không ra ngoài mình mua sắm được thì mình có thể mua sắm online đúng không? A11 dùm em là được, 139.000 mã A11 nhá. Cứ lên đúng mã cho em là có đơn.
Các chị comment cho em màu cả màu nữa đi ạ. Chị Vinh Kiều hoa 11, chị Thanh Thanh hoa 11 ạ. Ok. Chị Nguyễn Dung hoa 11. Ok, 139 nghìn con áo VIP. Thôi cho em một đôi. Em thích mặc những cái dòng như thế này. Chị Thuy Nguyễn bỏ ra đi. Chị Thuy Nguyễn không có số 4 cũng không có số 5 ạ. Được, ok, mã số 6 cho em nhá. Số 6 hộ em là này. 200 nghìn nốt các chị ơi, quá rẻ. Mã số 6 200. Chị nào lấy số 6 thì mình chốt là số 6 cho em nhá. 200 nghìn. Thiếu khẩu trang, thiếu áo phông ghi 69 nghìn và thiếu áo lót lá. Cho em xin số điện thoại đi. Comment cho em mã này là số 6 của em nhá. Số 6 và có đơn. Ai lấy con này mình lên đứng số 6 cho em nhá. Quần da em mặc 220 nhưng hết hàng. Số 6 á, 200 tròn mã số 6. Khẩu trang lại không có cái bảng demo ở đây nhỉ. Khẩu trang thì các chị cứ lên cho em mã là khẩu trang. Nhưng mà đợt này ấy mọi người, nó dịch cái nó bắt đầu là bảo là không bán được cho em giá thế. Nên là bắt buộc là em phải là cao hơn. Tại vì là không được còn được nhập cái giá cũ nữa ấy, mọi người. Nên là chị nào hoan hỉ thì mình sẽ chốt cho em nhá. Khẩu trang, khẩu trang và kèm số điện thoại cho em. Và bây giờ chỉ còn mỗi màu xanh. Khẩu trang thì em chỉ còn mỗi màu xanh nhá mọi người nhá. Đây khẩu trang y tế này. Cái này nhà em đang dùng dở nhá mọi người. Y hệt như thế, được chưa ạ? Chị Bảo Hân có đỏ đen ạ. Thực sự mà bây giờ tăng giá thì các chị lại bảo là Tuyên có đen ạ. Lợi dụng lúc mà chị Hồng Trang có đỏ đen. Không phải cái này bắt đầu người ta bây giờ đổ buôn là cao lắm ấy mọi người. Có đen. Đây là chỗ thân thiết đấy. Nên là người ta bảo là anh chỉ tăng em cái so với giá là bây giờ nguyên liệu nó cũng tăng. Tại vì do dịch các chị không cung cấp đủ, được chưa? Và mã này các chị sẽ lên theo là khẩu trang. Nhưng em vẫn không gọi là một phát lên trời giống như ở ngoài. 39.000 một hộp nữa mọi người nhá. Comment đúng mã cho em là khẩu trang nhưng em còn mỗi màu xanh. Chỉ còn không, mỗi màu xanh. Còn 20 thùng rồi đúng không? Em chỉ còn đúng 20 thùng thôi. Nên là chị nào cố gắng chốt nhanh thì mình chốt nhá. 39.000 một hộp. Được chưa? Một hộp sẽ có 50 cái. Khẩu trang này rất là thích. Rất là sướng luôn. Đeo, nói chung là em đeo cả ngày cũng được. Em cứ một ngày là em sẽ đeo 2 cái, đi ra ngoài chợ một cái về. Nói chung là sẽ là buổi sáng sẽ thay một cái, buổi chiều sẽ thay một cái luôn. Đấy, lúc mình về đến nhà là ok luôn các chị. 39.000 một hộp cho em, một hộp sẽ có 50 cái nhá. Khẩu trang và kèm số điện thoại cho em là có đơn, được chưa các chị? Đây. Khẩu trang này thứ nhất là nó thông thoáng, thứ hai là nó không bị, nói chung là nó không bị bí á, không bị tắc lỗ chân lông như thế này này. Nói chung cái này đều rất là thích luôn. 39.000 một hộp cho em nhá. Comment đúng mã cho em là khẩu trang và kèm số. Hôm nay sáng mai dậy anh ấy bảo tăng giá ấy. Không phải là nhà em tự nhiên nhà em tăng của các chị làm gì cả. Thì bán cái này cũng thực chất là phục vụ các chị thôi, đúng không ạ? Thực chất chỉ là phục vụ khách hàng, bảo vệ sức khỏe cho mọi người thôi, chứ cũng không phải là buôn bán lợi nhuận từ cái này, được chưa? Chị nào lấy khẩu trang mình sẽ chốt cho em là khẩu trang. Số lượng các chị tùy, mình thích đặt bao nhiêu hộp cũng được. Có nghĩa là mình đặt một hộp cũng được, hai hộp cũng được. Và các chị đặt bao nhiêu hộp cũng ok luôn nhá. 39.000 một hộp cho em. Nhưng nhà em còn mỗi màu xanh nha mọi người. Các chị không mua đi nữa, 1-2 hôm nữa bắt đầu chỗ phát dịch các thứ ấy là nó sẽ tăng giá đấy, chắc chắn là sẽ tăng giá luôn, được chưa? 39.000 một hộp cho em nhá. Khoảng 3 ngày nữa thì 3 ngày nữa thì chắc không có khẩu trang để bán đâu. 2 lần 39.000 không mua được. Được chưa? Comment đúng mã cho em là khẩu trang là được. Thực chất là em bán như thế này cũng chị An Nhi có số 6. Thì là phục vụ các chị thôi. Yu Nhi Du có phục vụ số 6 à? Mọi người mua bảo vệ sức khỏe cho cả nhà thôi. Còn đây là nhà em dùng dở rồi. Cái hộp này nhà em dùng dở nhá. Khi các chị thế nào nó sẽ như này. 239.000 một hộp, được chưa? Comment đúng mã xem là khẩu trang là ok nhá. 39.000. Khẩu trang này em sẽ chỉ đi thôi, đợt này dịch em sẽ cho trước sẽ có đi. Đi một hộp cũng được, một hộp hay là hai hộp vẫn được nhá. Ok cho các chị. 200 luôn, mã số 6 cho em này, 200. Áo em mặc là 139.000 mã. Sao các chị toàn hủy nhá? Hủy như thế em không chốt đơn, em có đọc số cân mà. Dưới 54 cân ạ, mã số 6, 200. Áo em mặc 139.000 mã A11. Và comment cho em này là số 6 ạ. Thật sự bây giờ nhá mọi người, không phải là bây giờ em tăng giá mà các chị đi tham khảo cũng thế. Bây giờ có dịch thì tất cả các đầu buôn nó phải đều tăng giá từ nhà máy, nhà sản xuất các thứ, không phải tự nhiên em tăng. Hôm trước em về mấy chục thùng là em bán hết rồi. Bây giờ nhập thêm thì nó phải cao, bây giờ các chị cứ đi ra ngoài mua đi. Một hộp khẩu trang là bao nhiêu là biết, không phải là tự nhiên em tăng giá như thế làm gì. Cũng không ai giàu 10.000 đâu ạ. Được chưa? Comment đúng mã này cho em là số 6 nhá. 200.000 mã số 6. Số 6 200k. Còn nếu mà chị cảm thấy nhẹ em bán đắt thì mình có thể ra chỗ khác mình mua, hoặc ra tiệm mình mua cũng được, không sao hết ạ. Rồi, comment cho em mã này là số 8 nhá. Số 8 ạ. Số 8.
số 8 giùm em là có đơn nhá. Tặng nữa các chị 120 mã số 8. Chỗ số 8 ạ. Số 8 120, áo em mặc là 139.000 mã A11. Chị nào lấy số 8 thì mình sẽ chốt số 8 giùm em nhá. Có đen và có kem. Có đen và có kem mã số 8 ạ, 120. Số 8, còn khẩu trang thì em sẽ không đọc tên. À, khẩu trang chị nào comment cũng có hết nhá, vì nhà em là sẵn làm mấy chục thùng để mà phục vụ các chị rồi. Có phải là em là nói trước khi là nó có dịch đúng không? Là em bán nhằm mục đích là để các chị bảo vệ sức khỏe. Hôm trước là 30.000 nhưng bây giờ không có giá đấy, tại vì tất cả chỗ nào nó cũng tăng. Em nhập cao thì em bán cao, không phải là chênh lắm. Thì cũng gọi là lấy cho mọi người thôi. Em có chỗ lấy thì em lấy cho các chị thôi. Số 8 dùm em nhá, 120. Số 8, 120. Ôi, này đẹp quá. Thôi em tặng nữa các chị nhá, 120 thôi. Comment cho em là số 9 á. Bán gỡ được cái gì thì gỡ cho các chị. Số 9, 120, len cao cấp. Có hồng, có đen và có xanh. Số 8 cho chị rồi Nguyễn Hiền ạ. À, số 8 có 2 màu. Ừ, số 8 có 2 màu. Số 9 cho em nhá, 120. Số 9 ạ. Số 8 ạ. Trang trang là số 8 ạ. Số 9 ạ. Tết nhất đến nơi đó chị, bảo vệ sức khỏe là trên hết. Về quê ăn Tết. Làm cả năm rồi đúng không? Mỗi dịp Tết hay là mình cố gắng là mình bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. Công nhận là em bán trước đúng không? Nhà em bán trước khi dịch là các chị biết là em nghĩ như thế nào. Để lúc đấy các chị nhận được hàng có cái để chống dịch luôn đấy. Số 9 cho em nhá, 120. Mã số 9. Số 9 là chị có mình cảm ơn. Số 9 có đen, có hồng và có xanh, 120. Mã số 9. Rồi, con này là số 10. Em lại tặng cho cả nhà 120 thôi. Có xanh và hồng nhá, 120, mã số 10. Chị nào lấy số 10 thì mình chốt số 10 cho em, 120. Mã số 10, 120. Chất rất là dày và rất là đẹp luôn cho em. Mã số 10, 120, đẹp lắm. Mà cái này khẩu trang luôn cho em nhá. Nhiều chị thắc mắc vì sao em lại bán rẻ. Khẩu trang nhà em đầy đủ luôn. Có cả chứng nhận như thế này. Hàng xuất khẩu có, nói chung là sẽ có giấy tờ chứng nhận các thứ nhá. Không phải là cái loại tràn lan ở trên thị trường. Lúc nó dỉ rồi may gấp gáp đâu. Cái này em dự trữ sẵn rồi, được chưa ạ? Ok chưa mọi người? Comment đúng khẩu trang em là khẩu trang luôn. Còn mũ màu xanh chị Bông Nguyễn ạ. Áo em mặc là A11. Số 10 chị Diễm My ạ. Ok. Số 9 xanh cho chị Trường Nga. Ok. Đẹp nhá. Xịn lắm. Khẩu trang này đeo rất là thích luôn. Số 10, 120. Rồi 40 cân đến 60 cân mình cho đơn cho em này. Áo em mặc là A11 ạ. Ngay đó chị sẽ lên cho em này là số 11. Số 11 cho em. Chị nhận được hàng rồi, chất đẹp quá. Em cảm ơn chị My Châu nhé. Khẩu trang thì các chị cứ chốt là khẩu trang cho em thôi ạ. Ờ, chắc khẩu trang em sẽ phục vụ các chị từ đây đến lúc hết. Hoặc là từ đây đến lúc hết livestream. Hàng này là chất đẹp, giá rất là yêu thương. Hàng lần nào nhận đến rất là hài lòng. Em cảm ơn chị Nguyệt nhé. Rồi, số 11 cho em. Ừ, số 11 cho em 90.000 thôi. Có nâu, có vàng và có xanh. Có số 10 của xanh ạ. Số 11 cho em nhá, 90. Đẹp lắm, tính em còn cắt cả hàng bo. Áo hút em vẫn đang còn. Số 11 cho em 90.000. Bán gọi là chia nhá chị ơi. 90.000 mã số 11 cho em nhá. Tí nữa hàng bo còn cắt nữa để cùng với chị nữa con. Đây, khẩu trang là 39.000 một hộp ạ. Comment đúng mã cho em là khẩu trang là ok. Khẩu trang y tế nhá mọi người. Khẩu trang này là khẩu trang y tế và giá là 39.000 cho em. Được chưa ạ? Cái này là đồ này em nhập cao đấy. Có dịch cái là bắt đầu nguyên liệu nó cũng đắt. Được chưa ạ? Comment đúng mã cho em là đường nhá, số 11 đấy. Ừ. Em nói thật là cũng không ai dầu 10.000 một hộp làm gì đâu các chị. Thề luôn. Dầu người ta là cộng giá vào cái khác rồi. Chẳng qua là chị nào mua thì em bán thôi. Cái này em cũng chỉ là mua dùng cho gia đình. Chị nào hỏi em bán phải lấy cũng nhiều ấy. Cái bệnh, cái bệnh lấy gì cũng phải lấy nhiều ấy. Thế là còn dư thôi. Em còn chưa gửi về nhà mà. Rồi, con này đi. Con này em lại tặng nốt nhá. Mã số 11, 90.000. Chị Khánh Linh cho em xin số đi ạ. Của con áo này chị có 11 màu vàng ạ. Mã số 12. Chị nói anh Kim có màu đen ạ. 12. Mã số 12 cho em nhá. Chị Linh. Đẹp quá. 12, hôm nay là 17 âm rồi đúng không?
chắc em để like đúng tuần, không đến tuần đâu, 5-6 ngày nữa nghỉ rồi. Mã số 12 cho em này. Còn mỗi hồng nhá, em lại tặng nốt 100.000. 100.000 thôi, mã số 12, chất đẹp. Đấy dạ. Theo logo cho em xịn như này, dòng lên lông hàng 170 đấy. Bây giờ em tặng nốt 100k, mã số 12. Chị nào lấy 12 mình chốt là 12 hộ em nhá. 100.000 ạ, lên mã kèm số ạ. Lên mã kèm số giúp em là có đơn. Còn khẩu trang thì các chị cứ lên cho em là khẩu trang. Ví dụ như ngày mai mình thích lấy bao nhiêu hộp, cứ bảo với các bạn bên em. 39.000 một hộp, ok chưa? Comment đúng mã này cho em là 12 nhá. 100.000 thôi. 100.000 em còn 4 cái này. Ui, khỏi chị lấy cả 15 hộp khẩu trang. Tại vì khẩu trang bọc nó cùng cần như này. Bọc hốn và tiền cũng bọc. Khẩu trang thì các chị cứ chốt là khẩu trang, nhưng mà em còn mỗi màu xanh nhá. Cái khẩu trang này đeo nó không bị bí đâu. Nó không bị bí một tí nào hết. Riêng cả nhà em ai cũng đeo. Đứa nào em bắt đeo hết. Sáng một cái, chiều phải thay một cái khác. Khẩu trang dùm em là có đơn nhá, không cần đọc tên đâu ạ. Khẩu trang thì vẫn đang còn, nhưng mọi người cứ lên khẩu trang. Còn mã này mình sẽ lên cho nó có số 1 đúng đâu ạ. Ok. 100.000. Chị Minh Lê có 12. Chị Minh Minh có 12. Chị Hồng Dung có 12. À, lên cho em con này đi. Ok các chị ơi, khoác đỏ cho em lại này. Khoác đỏ các chị, mã số cho em là khoác đỏ nhá. Em tặng nó các chị 100.000 thôi. Áo em mặc là 139.000. Mã là A11. Con này dưới 60 cân mọi người nhá. Mã số cho em là khoác đỏ đi, 100k. 100k. Khẩu trang mà các chị không có số là không có đơn nhá. Lưu ý cho em là những chị nào mà không cho số là không có đơn đâu ạ. Mã này mình sẽ lên cho em là khoác đỏ giùm em 100.000, có 3 cái. Hàng toàn 200 mấy, tặng nốt 100k. Khóc đỏ 100.000 ạ. Cố gắng là mình mang nghe máy nhé mọi người ơi. Len này. Các loại len như thế này đúng không? Em tặng nốt các chị là 50.000 một cái len đi. 50.000 một cái thôi. Áo em mặc 139.000, mã A11. Và các chị sẽ lên. Hả? Hết à? Áo em mặc hết nha mọi người, hết hàng rồi. Rồi, cái này các chị sẽ lên đúng mã cho em là có đơn nhé mọi người ơi. Sẽ lên cho em là len. Lên đi, lên 50 và kèm số điện thoại 50.000 đi. Không chọn màu giúp em nhá, có đen, có kem và có hồng con thỏ. Lên 50. Bác đỏ. Ok. Lên 50. Chị Nguyễn Thu có bác đỏ. Ok. Ừ, 50.000. Bốn mươi cân đến 65 cân các chị ơi. Mã này các chị sẽ lên cho em, mã này là mã số 17. 130.000, mã số 17. Chị nào lấy 17 mình chốt là 17 cho em nhé. 130. Mã 17, 130.000. Ai lấy con này mình sẽ lên đúng cú pháp cho em. Mã này là 17 nhé. 130. 130, mã 17. 17, 130. Rất là đẹp. Chị vứt cái giấy cũ đi nhé. 17, 130. Ai lấy 17 thì chốt cho em nhá. Còn hàng 200 mấy của em không? 17, 130. Chị Kim Thu có lên 50 ạ. Con này còn đúng một con. Lên cổ 3 phân. 120. 120.000 ạ. Comment cho em ai là mã số 18. 120. Mã 18 ạ, 120.000 nhá, mã 18. Mã 18, 120. Ai lấy 18 thì mình chốt là 18 cho em nhá, 120. Mã 17. 17. 130. Thế anh Minh còn lên 50 ạ. Mã 18 ạ. Chị nào gần Tết mà mình có, ví dụ như là mình dịch chuyển địa chỉ về quê là phải thông báo nhé, để bên em còn gửi về quê cho mình nhé. 18. Lên cổ lọ. Em còn xanh, còn hồng, còn đen. Chân nhung. Tặng nốt cho các chị luôn là 100. 150.000 thôi. Chân nhung nhé, hàng 260 tặng nốt 150. Có hồng, có xanh và có đen. Comment cho em là lên cổ lọ. 18 với chị Hồng Nguyễn ạ. Lên cổ lọ 150.000. Hàng toàn là 249 đấy. Lên cổ lọ và kèm số điện thoại cho em nhá. 150.
150.000 một chiếc áo len cổ lọ chất nhung, chất rất là dày và rất là đẹp luôn. Comment cho em ấy là len cổ lọ và kèm màu ấm kinh khủng luôn ạ. Có màu hồng, màu xanh và màu đen. Comment đúng mã xem là len cổ lọ nhá. 150.000. 150. Len cổ lọ hồng, hết hồng, có hai con hồng nha mọi người. Ok, hết xanh này. Bây giờ em còn đen. Em còn thấy chị Tuyết Mai ở đây rồi. Cố gắng là chia sẻ livestream để nó hiện lên nhá mọi người. Các chị ơi, cố gắng là chia sẻ livestream để nó hiện tương tác nhá. Cổ lọ này em còn mỗi màu đen. Hết hồng ạ. Còn mỗi đen nhá mọi người. Cổ lọ em còn mỗi đen thôi. Cổ lọ có chị Nguyễn Dung ạ. Rồi, con này còn ít. Cổ lọ 150. 150. Ôi. 120 đi các chị, 120 nhá. Chị Trách Linh có len cổ lọ xanh ạ. 120. Comment cho em ấy là số 19. Trương Hương Trà có cổ lọ hồng ạ. 120 mã số 19. Chị Ngân Lê có cổ lọ đen ạ. Ok, dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân. Chốt, gọi tên là này. Không thể gọi, chắc chị không nghe máy chứ. Em còn thấy chị Oanh ở đây rồi. Chị Bích Ngọc có cổ lọ đen ạ. Mã 19 ạ, 120. Ôi, nếu mà có hình như chủ yếu là khoác hay sao, váy thì nữa em lên nhé. Có váy đấy. Cái này có 2 con hồn, 1 con hồn. À đây. 2 con hồn, 1 con hồn. 120 đi, nốt rồi các chị đi. Về đến nơi sướng. Rồi. Mã 19. Ừ. Mã 20 đó chị. Em lại tặng nốt 80.000. Hai lớp nhá, giày đẹp nhá. Mã 20, 80k, 120. Chị Trang Trang có 19 hồng ạ. Cố gắng là chia sẻ livestream giúp em nhá. Mã 20, 120, áo quên 80.000 nhá. Diễm My có 19 vàng ạ. Em còn thấy chị Dung chị Vũ Trung ạ. Nga có 19. Đẹp quá, vàng. Em còn thấy chị Phạm Hồng ạ. Quá là xinh. 80k, không phải đâu ấy ạ. Tại vì hàng lông công nó khó, tại vì nó một mẫu nó có ít ấy. Nên mọi người cố gắng chia sẻ với những comment nhá. Hàng em dễ thì vì hàng sale nó không có số lượng nhiều á, nên đâm ra là các chị trước sau cũng có hàng. Lãnh Huệ có cổ lọ đen ạ. Những chị nào chốt đồ mình nhớ nghe máy giúp em nhá. Mã 20 ạ. Mã 20 đó chị. À mã này là 21. Cái này 80.000. Mã 21 giúp em 100k. Có đen và có xanh. Mã 21 100k. Em chị, chốt đơn cho chị nào chia sẻ thôi nhá. Chị nào chia sẻ thì em chốt đơn nhá. Tại vì là cái này toàn những hàng như vậy. Chị Trang Mai có 20 ạ. Mã 21, 100k. Đấy. Bom từ từ á chị. Bom từ từ nhá. Mã 21, 100k. Có màu cho các chị là màu đen và màu xanh. Chị nụ thì tí nụ có 20 ạ. Cái hàng đấy không nào đấy đây. Mã 21. Đổ tiền. Mã 21, 100k. Rồi con này các chị ơi, mã 22. 60.000 mã 22. 22 em sẽ có màu kem và sẽ có màu xanh nhá. 60k mã 22. Chị nào lấy 22 thì mình sẽ chốt là 22 cho em nhá. 60.000. Chị Quỳnh Phương quá có lên lông thỏ 40 cân đến 60 cân. Có 21 xanh. 22 có xanh và có trắng ạ. 100. Hả? 100. Mã 21. Chưa anh chị có 20 ạ. Rồi. Comment cho em mã này là mã số 23. 23 đó chị nhá, mã 23. Chị anh chị không có 20 nhá. Mã 23 cho em áo lông chồn. Hàng này hôm trước bán 29. Chị anh chị có 20 ạ. Mã 23 đi. Chị Quỳnh Phương có 21 màu xanh. Em lại tặng nữa cho các chị. 200.000 con áo lông chồn này luôn. Được chưa ạ? Bên trong là chất da lộn rồi. Shop em ở Bắc Ninh nhá. Mã 23, 200. Quá đẹp. Em nói thật các chị mặc váy mình khoác cũng đẹp cơ. 22 là đây. 60.000. 23 em sẽ có màu nâu và màu trắng nhá. Mã 23. Cái này 20, 21. Ừ, có 2 màu ấy. 100.000. Chị Phương Nguyễn Tông có 21 xanh nhá. Đẹp quá chị ơi, mã 23 cho em nhá. 200. Màu nâu và màu này là màu trắng ấy. 200 áo lông chồn mã 23 và kèm màu giúp em. 200 nhá. Ok em ơi chị. Ừ. Mã 23
trắng và nâu. Chị Ngọc Nhật Bích có kêu 60 ạ? 200.000 mã 23, lên mã kèm số ạ. Ô các chị không có số thì làm sao gọi được điện đấy nhở? Suốt ngày nhận đơn của nhà lài mà đơn nào cũng ưng nè, ui suốt ngày quá. Ô em cảm ơn chị Ngọc Phương nhá. Có 23 màu đen ạ. Con em là thanh nhí luôn, mã 24 á chị ơi. Chị không nhìn nhớ cái em một em một xanh ạ. 208 nhá, xả còn 100 thôi. Mã 24 100.000, tóc lên lông thỏ 103, có 28 màu đây. 23 màu trắng cái này. Ừ. Chị cứ cho có 23 màu trắng các chị. 200 mã 24 giúp em nhá, 100.000 mã 24. Hai cái màu đen. Chị lên ly còn 23 màu nâu. 100.000 mã 24. Ta hứa chị ơi nhìn con khoác này, đỉnh viếp chưa? 100.000 mã 24. Chị Minh Minh có 23 màu trắng. Con này ở trên kho kia còn không nhỉ? Con này em cũng hết nhá. Rồi, quá trời đẹp quá chị ơi. 150.000 mã 25. Con này em thấy chất đẹp luôn. À nhìn cái chất của nó này. Ôi. Đây đấy chị nha. Ở trạng mình khoác đơn giản nhẹ nhàng, mặc quần bó xinh. Đấy có túi. 150.000 mã 25. Q48 những cái quần legging đấy em vẫn đang còn. Hàng legging em vẫn đang còn nhá. Q60, Q16, Q48, Q42. Từ quần vải đến quần legging đều đang còn hết nhá, trừ quần bò. Quần bò em không nhớ là mã nào còn. Chứ còn những cái dạng legging các thứ da năm em vẫn bán nên hàng đấy em vẫn đang còn nhiều nhất, số lượng nhiều. Đủ size đủ số luôn. Comment mã này cho em sẽ là 25 150.000. Và cái này là khối da cho em này. Rất là đẹp như thế này. Mã 25 nhá. Nhớ cho em là lên mã kèm số, con này có 3 cái. Mã 25 150.000 ạ, mã 25. Chị nào lấy 25 thì mình chốt 25 cho em. 24. Ok. 24 100.000. 25 150. Chị Ngọc công ty có 24. Ok. 25 chưa hơn trà có 25 ạ. Rồi. Mã 26 giúp em ạ. Áo em mặc lại hết hàng, 140 nhưng áo em mặc hết hàng. Tối chị nhá, hàng nguyên cục tối em lên. Mã 26 á chị ơi. Em có hồng và em có đen nhá. Mã 26 ạ. Chị nào lấy 26 mình sẽ chốt là 26 giúp em là có đơn. 150.000 nốt đi. Hàng này 270 ạ. 270 xả còn 150.000. Mã số cho em là 26 kèm màu giúp em ạ. Cổ tạ có 25. Cổ của nó phối dạ nhá. Đây. Lan chu có 25. Cổ của nó phối kiểu dạng lông này. Đấy, 26 giúp em, 150.000 mã 26. Con này có nhiều. Đây có hai con đen. Hết hồng đúng không? 26 ạ. Chị Thủy Vi có 26 màu hồng ạ. Rồi đó chị ơi, đẹp quá. 120 nốt các chị. Cái này 150. Ừ, mã 27. 120 ạ. Có đỏ và có trắng nhá. Cái này hàng bị bom đây. Cái hàng này em hết sạch từ lâu. Mã 27. Có nhiều chị chốt 26 đơn đây. Khó đọc tên mấy chị ơi. Áo phông nhiều lắm, tối nay có. Tối nay sơ mi, áo phông, quần vải, chị quần sớ, lồng một mẫu, nói chung tối nay có nhiều. 27 cho em. 26 màu đen ạ. 27 ạ, 120 em mới thật sớ, chất này nó xuống. Em mới thật sớ, chị nghiện, nghiện với con đấy luôn. Rồi, 150.000 mã 28. Mã 28, 150, chị ơi đã bốc cho em ít. Mã 28 ạ. 150.000, 120. Mã 27. À 28 đúng không các chị? Mã 28 giúp em nhé. 150. Mã 28 á, 150.000 mã 28. Chị nào lấy 28 thì mình chốt là 28 cho em nhé. Ngọc Lan có 27 đỏ. Quá xinh. 150.000 mã 28. 28 á. Rồi. 350.000 một con áo da lót bông.
Em xả lỗ luôn. Mã số cho em là da lót lông dưới 51 cân, có đen và có kem. Mã này đợt trước bán 499 đúng không? Thế con này là 400. 400.000, con này là S15. Mình cứ comment cho em cái này là da lót lông đi. 400 nhá, hàng đắt. Hàng 500 của em đây. Da lót lông ạ, 400k. Quần HM em còn. Nói chung những cái mã quần lên kinh đấy thì em tối nay em sẽ lên lại cho mọi người. Được chưa ạ? Mã đây là 28. 150.000. Cái bảo mọc có 28 ạ. Da lót lông 400 thì cái quả lông nó sướng. Khoác cái áo thì nó chảnh. Rất là chảnh luôn đó chị ơi. Ở đây ạ, da lót lông và kèm màu cho em nhá. Có đen và có kem 400. Hàng 500 đây. Từ chốt được khách bằng được ấy. Khách đặt bằng được, chốt bằng được đâu có lấy hàng đâu. Những cái bà bom hàng tìm mọi lý do để bom. Nhà chị con ốm. Đến nơi thì chưa đủ tiền. Khách xỉ nghe em cơ, đến nơi thì không đủ tiền. Tết em ạ. Khổ lắm luôn. Rồi chị ơi, comment cho em cái này là phao chun eo mọi người nhá. Phao chun eo hộ em này. Em tặng nốt đúng không? Hàng đắt đúng không? Nhưng mà thôi em lại vẫn tặng nốt với chị là 230.000 đi. Comment là phao chun eo hộ em nhá, 230. Phao chun eo 230. Em sẽ có màu hồng. Ngọc Ánh 28. Màu hồng, màu trắng ạ. Phao chun eo 230. Hồng trắng đen. Hồng trắng đen ạ. Đẹp lắm, 230.000. Trời ơi. À con đen này là phao nam. Chị có lấy luôn về cho anh cậu màu nữa không? Một cái. Thế con này chỉ có màu kem và màu hồng nhá. 230 thôi. Nói chung có da lông đen ạ. Phao chun eo nhá. Ở 400. 230, quá xinh. À xinh. À đẹp luôn, phao chun eo. Đợt này Tết nên là nhân viên nhà em nó cũng chỉ bao nguyên cầu da lông ạ. Nên là chắc là không để check tin nhắn để nhận hàng cho mọi người đâu. Mọi người đặt hàng online giúp em nhá. Để em gọi cho nhanh nhá. Tại vì đợi các chị cho địa chỉ nó lâu ấy. Hỏi các chị hỏi mình hỏi cho luôn cả thông tin cân nặng bên em lấy. Hỏi mấy vòng mới được. Phao nam đó chị ơi. Size 4XL. Phao chunel đấy. 230. Phao nam đó chị, 300 nốt. Size 4XL. Dành cho anh nào à? Ok, dưới 65 cân nhá. Comment hộ em mã này là phao nam 300.000. Ôi, xuất sắc, 300.000 mã phao nam. Size 4XL. Phao nam dùm em là có đơn nhá. 300.000 mã phao nam. Size đấy dành cho các anh với khoảng độ cho em là 65 cân. Ôi, áo lông hộ em nhá, 200.000, mã số 26. Mã 26 ạ. Chị nào lấy 26 mình sẽ chốt là 26 cho em nhé. Mã 26 ạ. Mã 26 ạ. Chị nào lấy 26 mình chốt cho em phối nắp túi da. 200k mã 26. Áo lông đẹp. Để khó đọc đi. Chị Hiu Jin Lu có phao chân áo hồng ạ. Mã 26. 200k. Chị nào lấy 26 mình chốt là 26 cho em nhá. 200. Mã 26. Phao nam 1. Phao nam chị Dung Dung. Bra. Bờ ra giống như em mặc like mọi khi ấy mọi người. Bây giờ em xả nốt nhá. Đợt này không về hàng ấy. Nếu mà bán thì chắc là sang năm. Thôi xả nốt các chị 39.000. Nhưng còn mỗi ghi hồng rêu. Còn mỗi màu ghi màu hồng một màu rêu. Và giá cho các chị là 39.000. Comment hộ em là bờ. Comment hộ em là mã số là áo bờ ra 39.000. À chị đúng rồi. Có mấy bạn ở. Đấy là công đấy chị. Đấy là thằng công với em đấy. Bờ ra cho em nhá. Đó là Gia Lai. Nói rộng đấy là công ấy, nên là các chị yên tâm. Có nghĩa là cứ là gọi điện là sao nhỉ, để đăng cái số này các chị nhớ nhé. Mà có một bạn đấy tao năm 300 bờ ra hộ em nhá. 39.000 mã bờ ra. Cái này thì các chị chọn màu nhá, có rồi đấy. Ừ, nào đấy là mã là 26 anh ạ. 200.000 mã 26. 26. Ừ. Mới bán lúc nãy 26. Nhớ mà, đọc nhớ mà. Bờ ra này còn mỗi
còn một cái hồng. Còn đâu em toàn còn rêu, rêu với ghi đó mọi người, còn mỗi rêu và ghi thôi. Cái xấu thì có con màu hồng này. Đâu. Bỏ ra, chị bỏ hết cái hàng. Em bảy được con màu đỏ. Không, cái F công này em ấy chị. Bỏ ra nhá, 39.000. Quần nhung ấy chị ơi. Chị nào lấy quần nhung mình sẽ cho là quần nhung cho em nhá. Quần nhung này khoảng độ khách hàng là 55 cân. Comment đúng mã cho em là quần nhung giúp em là có đơn nhá chị nhá. Quần nhung và kèm số cho em là được. Ai lấy quần nhung thì mình chốt là quần nhung và kèm số cho em nhá. Tặng nó các chị luôn. 140.000 một cái quần nhung. Chất rất là dày và sẽ có màu đen và màu đen và màu nâu nhá. 140. Comment đúng mã cho em là quần nhung. Còn đúng một size dưới 54-55 cân thì các chị chốt đơn cho em nhá. 140.000 mã quần nhung. Đẹp lắm. Ai lấy áo bra lát nữa nếu mà chị nào có đơn thì chị nhà em sẽ gọi luôn nhá. Quần nhung chất rất là dày rất là đẹp. 140.000 cho em dáng 3 ghi nhá, có nâu và có đen, hai màu luôn. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 440. Comment đúng mã cho em là quần nhung hộ em và có đơn nhá. 140.000 đồng cho em một chiếc, chất rất là dày đúng chưa, có màu đen và sẽ có màu nâu. 140, chất dày và chất đẹp nhá. Hàng ở shop người ta đang bán 270 đó chị, 270 luôn mà không có hàng đâu. Do dòng này Trung Quốc nghỉ rồi hết hàng ấy, 140. Comment đúng mã cho em là quần nhung nhá. Chị Quỳnh xưa có quần nhung ạ. Áo cao cấp các chị ơi. Em tặng nó các chị luôn này, 250. Có màu đen và màu trắng ạ. Comment cho em là áo cao cấp nhá, áo lông cao cấp, 250. Hàng 370, xả còn 250. Rồi đó, comment đúng mã này cho em là áo cao cấp. 250.000. Chị Nga lò có quần nhung đen ạ. Áo cao cấp. Áo cao cấp 250. Chất rất là dày. Phóc dạ lông nhá. Con này rất là xinh. Kèm túi ạ. Đựng vào tiền lì xì các thứ cho em luôn. Chị Ngô Mơ có quần nhung 250. Kèm túi nhá. Trắng và đen. Chị Huỳnh Tuyết. Chị Huỳnh Tuyết có quần nhung đen vào lâu ạ. Chị Anine Huỳnh có quần nhung vào lâu ạ. Áo có bao nhiêu? Để cho mình có 7 thùng thôi. Okay. 7 thùng thì chỉ có áo cao cấp cho chị Khánh Đặng ạ. 350 hộp à? Đấy. Thế khẩu trang em chỉ chốt đủ 300 hộp thôi. 50 hộp để dùng. 50 hộp để dùng nhé. Áo cao cấp bao nhiêu? Nhập 300 hộp thôi hả? 250. Hết rồi đấy. Chị nào có bỏ em bán đắt là không ra ngoài là mua giá cao hơn đấy. Chị Cánh Đặng áo cao cấp. Nhà mình để 50. Chị Quyều Tuyên có cao cấp. 50 hộp dùng rồi. Rồi, comment cho em này là len nhá. Len tặng nó các chị 60.000, len 60. Len 60 và kẹp số cho em là ok. Len 60. Len 60. Rồi, comment cho em ấy là khoác dạ các chị nhá, khoác dạ. Chị nào lấy khoác dạ mình chốt là khoác dạ. Chị Anine Huỳnh có lên 60 ạ? Em còn nữa các chị là màu hồng và màu xanh, em lại tặng nốt 120 đi. Bơm bơ dạ ấy, còn 260, 230. Tặng nốt 120 nhá, có xanh và có vàng. Chị Anine có lên 60. Khoác dạ giúp em là có đơn nhá, 120, rẻ chưa, rẻ bằng một cái áo phông đấy. Con áo dạ này lúc nào mình mặc cũng được ạ. Đi đêm tối lạnh mình vẫn ok, sáng mai nó vẫn đang còn lành lạnh. Đấy, xương xương mình chốt cho em những cái mã này khóc nó cũng đẹp đúng không? 120 một chiếc nhá. Em có cả màu xanh này.
hồng xanh vàng 3 màu. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em là phóc dạ và cái màu hộ em 120 thôi. Quá rẻ. Không thể giá nào rẻ hơn được. Rồi dạng màu hồng hết nhá. Phóc dạ giùm em. Mã kèm số và kèm màu giúp em nha mọi người. Ngày mai đỡ phải gọi chị ơi chị lấy màu gì. H10 Q100 này em không rõ lắm hết mọi người. Em không nhớ mấy hôm nay em về quê em chưa cả ra xem là còn hàng gì đâu. Để tí nữa em ra còn em sẽ lên nhé. Được rồi chị ơi. Mã E57 huyền thoại này. E57 bây giờ em lại tặng nốt 250.000. Chú Hồng ngay có phát dạng vàng. Ở ngoài chợ bây giờ nó sale vẫn là 350 đấy. Comment cho em lại là E57 ạ. Có hồng có đen có xanh ạ. Ok. 250 rẻ chưa? Thì tục anh nghĩ có phát dạng hồng. Mua hàng sale rẻ hơn ra shop nhiều. Đỡ phải tranh thì cần ngồi ở nhà điều hòa mát lạnh chống dịch. Ở nhà cho nó an toàn. Được chưa các chị? 250 nhá. Được chưa? Có đen và có hồng. Có cả trắng nữa. Chị Nguyễn Minh Hằng có dạng xanh ạ. E57 của em là có đơn. Nhớ là nghe máy nhá. Chị nào có quá là nghe máy giúp em nhá. Comment đúng mã cho em là E57. Hồng. Cái màu ấy chị ơi, cái màu hồng. Hồng có các loại xanh ạ. Chắc là các tỉnh. Các tỉnh bị dịch là mình vẫn gửi được đúng không? E57 giúp em nhá. E57 ạ. 250.000. E57. Đen hồng trắng ạ. Đen hồng trắng ạ. Lên mã em có loại xanh ạ. Ok. 250. Hàng này các chị đi buôn ở ngoài chợ, chị nào mua buôn này. Áo này nó sẽ vẫn là 350.000 ở ngoài chợ đấy. Mua buôn nhá. 56 cân mình chốt đơn giúp em. Mình ơi lên đúng cú pháp của em là E57 với ạ. E57 ạ, đen trắng hồng 250.000 nhá. E57. Chị Nguyễn Vinh có đủ màu. Chị Nguyễn Vinh còn là xỉu. Không được thôi. Không chốt đâu. E57. Nhặt có 50 cái quần bỏ mãi không lấy hàng để bảo lấy chỗ khác, không chốt. Con này em còn đúng một con nhá, 120. Lên cho em mã này là mã số 31 ạ, 120. Mã số 31, 120.000, mã 31. Dưới 60 cân các chị chốt đơn cho em, khóc dạ này. Rất là fashion, đẹp luôn. Được chạm mã số 31 cho em, 120. Rất là đẹp luôn nhá, mã 31, 120. Chị Tu Hiền, Phúc Trăm, 257 có không ạ? 250. Chị Trang Trần, có 257 có không ạ? Quần nhung này em chẳng nhớ là có phong gì đâu. Chị Phương Mập A11 ạ. Có em A7 màu đen. Quần nhung này em chẳng nhớ là em mua hôm nào. Rồi. Ủa đẹp quá. Thưa bà cho em không nhớ là mua hôm nào mọi người. Phong này nó bé đấy. Rồi em mua em mặc mà. Em chẳng nhớ là em mua hôm nào giá bao nhiêu. Thôi giảm nước các chị 150 nhá. Có size M và size L ấy chị ơi, 150. Chị có Ngọc Giao nghe nó phải một kem ạ. Comment cho em là quần nhung nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Chắc size M thì các chị lấy 51 ấy. Còn size L mình lấy 53. Quần nhung hộ em nhá, 150.000. Em mua về em mặc nhé, em nhớ mua hôm nào. 150 nhá. Chuẩn hàng Quảng Châu thì các chị chốt cho em được chưa. 150.000. Quần nhung giúp em, cái này là mã 31. 120. 150.000. Mã số cho em là quần nhung. Đẹp lắm. Cái tà nó đẹp chưa? Size M và size L giúp em nhé. M và L. 150.000 ạ. Mã số cho em là quần nhung nhé. Đây này. Này còn 2 con. Ừ, 150. Đây. Chốt cho khách bằng được. Order cho khách đợi hàng, chốt cho khách bằng được. Đây, rồi khách xả ra đây. Được chưa? Chị An Nhiên có quần nhung size M ạ. Comment cho em mã này là mã số. Mã số cho em là 31, 122, 120. Mã số 32 nhá mọi người. Thôi em tặng nốt đi. Lê Lâm ạ. 430 con này. 430 mà đánh nhau mới có hàng cho khách. Mà đến nơi khách, những chị khách đặt sang cái mồm nó sang miệng lên. Đứa sao bom hả. Comment cho em là mã 32 nhá. Mã số 32. Chị nào lấy 32 thì mình chốt là 32 cho em nhá. Mã 32 430.000. Chị Lê Lâm không có mốt. Nó là phao da ấy. Phao da. Con này là 55 cân các chị chốt đơn nhá. Lông rất là đẹp.
lông lại tháo rồi được không? Tớ dặn lót lông cừu cho em ở trong. Tớ dặn. Mã số 32. Chị nào lấy con này thì mình chốt là 32. Chị Tùng Anh Nguyên có 31 ạ. Ok. 31 là 150 em. 120. Quần da là 150. Chị Tùng Anh Nguyên không có 31 nữa. Chị 32. Cô Anh Tóc Xù có quần nhung ạ. À, 32 là con này. 430. Áo nhũ ơi chị ơi, 20.000 áo nhũ, áo nhũ lỡ nhá, 20k mã số trên áo lỡ. Uống nước không chị? Bao nhiêu nhũ? Chị nhũ trần có 32 à? Cái áo da là 450 hay 430? 30. Áo nhũ 20.000. Nhũ 20. Con này có mấy con? Còn bò thích thì tối nay em sẽ lên thêm cho các chị luôn. Áo thun em mặc là 140. Ờ, cho hết hàng rồi. Áo nhũ hộ em nhá. 20.000. 20.000 mà áo nhũ ạ. Áo nhũ 20k. Nhũ len nhá mọi người, nhũ len 20.000. Rồi, cái này em tặng nữa các chị 50.000. Len xanh. Chị Hùng Lê cả nhũ. 50.000 còn hai con mã len xanh. À, len nhũ, xanh nhá. Cái nhũ này nha em, chỉ đi ra cái quần áo thôi ạ. Len xanh. Không chốt riêng gì len xanh 50.000. Chị Lan Trần có nhũ ạ. Chị Lê Minh Hằng có nhũ. Để cho các chị áo dây 15.000, comment là dây tím, một màu tím tím, 15.000 nhá. Comment là áo dây, áo dây hộ em. Chị Bảo có nhũ, còn nhũ nhũ. Chị Quỳnh Dương có nhũ. Mười lăm nghìn mà áo dây có mũi tím. Em mình kết hợp những cái phong cách kiểu là lạ một tí cho chị rất là xinh. Mặc ở nhà mát, mùa hè vẫn mặc được mà. Áo dây 15.000 nhá. Giúp dây tùy cho chị luôn. Đó dạ, comment đúng mã đây là áo dây 15k. Chị Hồng Nhung có len xanh. Áo dây 15.000. Chị Bảo Ngọc có len xanh. Ok. Chị nào lấy áo dây mình chốt áo dây cho em giúp tùy các chị nhá. Giúp tùy mọi người luôn nhá. Comment áo dây hộ em. Giờ này em không có nhân viên trực tin nhắn đâu mọi người. Để nhặt thêm hàng đâu, chị đặt thêm online nữa em rồi. Để cho nó gọi. Không đọc tên là không có hàng ạ. Rồi 308 ạ. Comment ra mã này là mã số 34. Lông tháo rồi nhá, em không bóc lông lên nhá. Mã 38 ạ. À mã 4 mấy ta. Mã 42 đi. Mã số 42, 340, à 308 ạ, mã số 42. Lót lông cừu chất thô cho em nhé. Có dây 15. Ừ. Chị nào lấy con chị này chị thì sẽ chốt cho em dây ạ. À. Chị Thanh Trần có dây, chị Tiệp Nguyên có dây. Mã 42, 308. Hàng 500 của em đó. Còn một con màu kem. Chất thô nhé. Kem ở ngoài nó sẽ là màu kem đậm hơn đấy các chị. Nó rất là đẹp luôn, 38 luôn. Mã 42 là kèm lông. Kèm lông cho em nhé, mã 42. Chị nào lấy 42 thì mình chốt là 42 hộ em. Ôi chết, em đang bật một cái màu đen này. 380. Chị Lan Nguyên còn 42 ạ. Em 57 còn một cái màu đen. Chị nào lấy đen thì mình chốt đen cho em nhé. Chị ơi, bê bê. Ngẩy ngẩy. 140. 140 ạ. Comment mã 43 giúp em nhá. Mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ livestream đi mọi người. Mã 43 các chị ơi, 140. Nguyên Linh có 257 màu đen ạ. Mã số 43. 140 mã 43. Cái này là hai mũ nhá. Hàng đắt của em đây. Ôi thử tặng luôn các chị 140. Nỉ nhá. Mã 43, 140. Áo em mặc mã là A11. Nhưng mà chị nào ngày mai hủy đơn thì mới có, tại vì áo này đang chốt đủ rồi. Mã 43, 140. Mã 43, 140. Chị Bảo Thu Hoàng có 43 ạ. 44 ạ. 160.
Mã 44 bây giờ đến bộ này. Mã 44 160 ạ. Mã 44. Chị nào lấy 44 thì mình chốt 44 cho em nhá. 160 mã 44. Rồi. Phóc đỏ các chị ơi, 100k, phóc đỏ 100.000. Comment là phóc đỏ hộ em nhá. 100.000 mã phóc đỏ. Chị cho em xin số đi ạ. Nhà em nhận được hàng em mới đổi nhá. 160. Phóc đỏ 100k. Ai lấy phóc đỏ mình chốt là phóc đỏ cho em nhá, 100.000. Rồi con này đó chị ơi, kèm túi như thế này này. Rồi cho. Comment cho em là khoác cao cấp đi, 250. Chị có khoác đỏ ạ. Lắm rồi đấy, con này lỗ 200 một cái. Khoác cao cấp cho em đi, 250 tặng nốt nhé. Còn hai con. Cái này cái túi nó xinh cơ. Lông của nó là lông thỏ cho em này, chất nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Tay em xấu thôi nhưng mà cái áo này đẹp, được chưa ạ? Comment cho em cái này là khoác cao cấp cho em 250. Cái này được son, tiền, lì xì, phong bao lì xì ở đây. Ở dạ, túi mình nhiều khi mình có thể mặc đeo riêng cũng ok luôn. 250.000 nhá. Cái này 160. Đấy, 160. Đây túi nó đây. Khoác cao cấp dùm em 250. Chị cứ inbox tin nhắn đi nhá. 250. Yên tâm là nhà em sẽ giải quyết ổn thỏa hết cho các chị trong năm nay, được chưa? Hàng đổi hàng trả cái gì sẽ giải quyết cho mọi người trước Tết, được chưa? Comment đúng mã cho em là khoác cao cấp dùm em 60 cân vừa đấy chị ơi, 65 cân còn vừa. Khoác cao cấp 250. Con này còn kem và hồng nhá. Tặng nốt cho các chị mùa nào. 100k đi, 100k. Comment cho em là mã này sẽ là con mã huyền thoại E56. E56 ạ. E56 giùm em nhá. E56. Con này bao nhiêu tiền? 250. Thôi ạ, áo em mặc đang hết ạ. Comment cho em mã này là E56 nhá. 100k. Có hồng màu và kem. E56 và kèm số ạ. Kèm màu nhé ạ. Có kem và có hồng mọi người ơi, kèm số giúp em với. 100k đi. 100k mã E56. Các chị chốt đơn không xả ra giúp em nhá. Tết rồi mọi người ơi, em cũng muốn về lắm đấy. Mọi người đừng có xả ra nhá. Đừng ơi, đến lúc bỏng mua theo ngẫu hứng là chết em. Chân váy ơi chị ơi, chân váy 100.000 luôn. Comment là chân váy nhung hộ em nhá. 100k chân váy nhung, có 3 cái. Chân này mình có thể mặc với áo len màu phạm hồng. Em mặc được 2 kiểu đấy, nghĩa là mình lột trái này mình vẫn mặc được, được chưa? Đấy, lột trái là thành chân váy lưới. Còn nếu mà mình lột phải sẽ là chân váy nhung. Ok cho các chị. Mặc được 2 kiểu nhá. 100k nốt. Đấy ạ. Chân váy cho em 100k này. Cái phần này nó sẽ tua rua kiểu công chúa ấy, 100.000 nhá. Chân váy 100k. Em 56 nha em, chỉ còn màu đây là màu gì, màu hồng. Nha em chỉ còn màu hồng. Hồng và kem. Em 56 nha em, chỉ còn màu hồng thôi. Rồi mã 44. Mã 44 ấy chị ơi, 170 mã 44. Thì đã Big Lê có 256 màu hồng rồi. Mã 44 170. Chị nào lấy 44 thì mình cho 44 cho em nhá. Chị Vinh Innova có 256 màu hồng rồi. Đẹp quá, 170 này. Hay là tôi xả lỗ cho các bà nhiều lắm luôn ấy. Phong tối nay em lên. Phong tối nay em lên nhá. Mã số cho em là đấy chị nhỉ, 44 à? À đúng rồi, mã 44, 170. Có hai con. Mã 44. Chân váy 100. Chân váy cho chị Yun Jinu. Chị Đỗ Hiền có chân váy. Chị Ngọc Lan có chân váy. Chân váy bao tiền? 100. Thì bao em 56 với 100. Ừ. 170. Mã 45. Mã 45 ạ. Có màu hồng đậm và màu hồng nhạt. Mã 45. Áo em mặc 140 nhưng đang hết hàng. 44 được không? Đấy, 44, 170 ấy. Đó. 44 thì thiên tô ạ. Mã 45. 170 nốt. Có hồng đậm và hồng nhạt nhá. Như thế em sẽ không chuyên màu. 44 thì tùy trang ạ. Lên lông thỏ đẹp. Mã 45. 170. 45. Áo phông tối ngay nha, chị nào mua áo phông tối ngay. Trần Hoàng Châu 45.
em xả hết cho mọi người luôn, toàn hàng đắt này. Con này xả nốt nhá, 450. Comment cho em mã này là mã số 46 á, 450. Mã 46. Chị biết mi linh có 45 à? Mã 46, 450. Ai là 46 thì mình cho 46 cho em nhá. Mai tô đen đẹp lắm, mã 46 á, 450.000 mã 46, xuất sắc. Kèm đa cho em nhá, 450 mã 46 ạ. Manto xịn luôn. Ôi, manto bây giờ là các chị đi mua đâu những con manto như thế này. Mã 46 ạ, 450.000 mã 46, kèm đa cho em. Con này dưới khoảng độ các chị dưới 60 cân nhá. 60 cân là ok. Có mã là có đọc tên nhé mọi người. Mã 46 ạ, 450. Mã 46. Ôi, tự nhiên ở đâu chui ra cái này. Ở đấy á chị. Phần 3. Của cái này 46 này. Của cái 46 đấy à? Hai món nhá, kèm theo cả cái này mọi người. 450. Rồi 47 các chị ơi. 47 450. E57 là 250 ạ. 250.000 chị. Comment ra mã này là 47. 450 nốt nhá. Đây. Mã số 47 cho em, 450.000 mã 47. Ai là 47 thì cho 47 cho em nhá, 450. Mã 47 450. Em hết hàng kho lên ép rồi ạ. Ai là 47 thì cho 47 cho em nhá, 450.000. Nào. Con này tặng nốt các chị luôn. 150.000 mã 48 ạ. Tặng nốt đi. 200. 200 mã 48 cho em nhá. Mã 48. 450. Mã 48 ạ. Chị bảo tu hàng có số 47 ạ. 48 200. Đẹp quá. Kèm đai cho em nhá, 200.000. Trời đất ơi, mã 48 200. Có đọc tên là có hàng. Không đọc tên là không có hàng chị nhá. Trắng. 48 bao nhiêu? 200. Rồi size M ạ, mã 49. 450 mã 49 ạ. Kèm đai. 49 450. Chị nào lấy 49 thì mình chốt 49 cho em nhá. 450.000 mã 49 ạ. 49 450. Ai lấy 49 thì mình chốt cho em 450.000. Ở đoạn cái này hơi nhăn nhá. Về cái chữ là lừa các thứ là ok. Mã 49. Bộ 200.000 mã 50. 200.000 mã 50. Chị nào lấy con này thì mình chốt là mã 50 dùm em nhá. 200.000 mã 50. Chị nào lấy 50 thì mình sẽ chốt là 50 cho em nhá. 200 quá xịn. Này, lót này. Ở dạng 200.000. Mã số cho em là 50. Mã 50 nhá, 200k. Mã 50. Nó có ít thôi nên là chị nào lấy nhanh thì chốt trước nha. Rồi 200.000 luôn mã 51. Quá đẹp con này luôn. 65 cân trở về cho em nhá. Mã 51. 200.000 mã 51. Chị nào lấy con này mình sẽ chốt cho em là mã 51 nhá. 200. Mã 51 200.000. Ở chợ áo em đang mặc là 139.000. Nhưng mà em hết rồi. Mã 51, 200. 51, 51. Rồi xe vest các chị ơi, 150. Comment cho em mã là 52. Xe này khoảng độ dưới 60 cân. 150, mã 52. 150.000 mã 52. Tiết mai có 51 ạ. 200. 200. Con này mình sẽ đem ra mã này là
set nhung nhá mọi người. Set nhung em lại tặng nó luôn 240 đi. Chị Nguyễn Yến Nhi có 52 ạ. Set nhung 240. Quá đẹp luôn này. 150. Set nhung hộ em nhá, 240. Có màu vàng, màu nâu đậm, màu nâu nhạt. Và nâu đậm, nâu nhạt. Nâu đậm, nâu nhạt là màu vàng đi. Comment cho em mã này là mã số cho em là set yếm. Set yếm ạ. Nếu mà có thể thì tối có lên còn bò được các chị luôn. Set yếm cho em nhá. Set yếm ạ, 240.000. Được chưa? Comment đúng mã cho em là set yếm hộ em. Có nâu đậm, nâu nhạt. Đây màu nâu đậm nó đây. Áo thì nó giống nhau nhá mọi người ơi. 240.000 một set. Và khoảng cân nặng các chị dưới 60 cân mình chốt đơn. 200. Đấy ạ, comment đúng mã này cho em là mã số cho em là set yếm nhá. Set yếm nhá, chị nào lấy set yếm màu nào, à set nhung cũng được. Set nhung và kèm màu cho em nhá, 240. Có màu đậm, màu nhạt. Đấy chạm, nâu đậm, nâu nhạt, áo em mặc 140. Nhưng hình như các chị đang chốt hết rồi. Cho chị Chi Bảo ạ. Em còn đúng một bộ này nhá mọi người ơi. Comment là bộ đỏ giúp em 120 đi, hàng Quảng Châu cao cấp. Sẽ điểm cho chị Nguyễn Năm ạ. Bộ này dưới 65 cân, à dưới 60 cân đi. Sẽ điểm đâu cho chị Nguyễn Năm? 60 cân, 240. Dưới 60 cân giúp em nhá. Dưới 60 cân thì chị chốt đơn. Comment là bộ đỏ nhá, 120. Chị Tục Anh Nguyễn có đâu đậm ạ? Với một cái màu vàng. Đơn mai này tí nữa sẽ có một chị chốt đơn hoặc có thể là sáng mai nhé mọi người. Nguyên bộ đi, bộ chơi tóc. Chị Moon Blue có set nâu, set nhung đậm ạ. Rồi tiếp tục cho em mã này là mã số 60 cũng được, bộ này tặng nốt 200. Mã 60, chất dày. Set này dưới 53 cân nhá. Bộ đỏ 20 cho chị Bảo Ngọc ạ. 200k mã 60. Khi nào lấy cái bộ này mình sẽ cho em là mã 60, 200.000. Set nhung nhanh thì còn màu vàng nữa ạ. 285 mà em bán tặng các chị nốt 200 đấy mọi người. Đấy là xả lỗ luôn nha. Comment cho em mã này là số 60. Ôi khẩu trang 4 hộp. Khẩu trang em chỉ còn 300 hộp thôi. Em chỉ chốt đúng 300 hộp nhé mọi người, là em không có về thêm đâu ạ. Comment đúng mã này cho em là số 60, chất umi thêu và giá cho các chị là 200 tròn. Bộ rất là dày và rất là đẹp luôn cho em, chất của nó mát cực kỳ nhá, sờ vào rất là xịn luôn. Mã số 60 cho em nhá, 200k mã 60, size dưới 53 cân. Chị nào lấy bộ này mình sẽ lên đúng mã cho em, bộ này là mã số 60 nhá. 200.000 mã 60. Khẩu trang bây giờ là 39.000 một hộp nhá mọi người. Khẩu trang là 39.000 ạ. Ô cái này. Rồi mã 61 các chị. 61 ạ, bộ cổ tròn em thanh lý nốt cho các chị nhá. 170 đi, mã 61. 170 nhá, bộ tròn dưới 53 cân, mã 61. 170. Chị nào lấy 61 thì mình chốt là 61 cho em nhá. 170.000 mã 61 đẹp lắm, chất dày. Mã 61 170. 60 cho chị Phạm Hồng ạ. Rồi. 60 là 203. 203. 200 anh ạ. Mã 62 các chị ơi. Dưới 50 cân 200 luôn mã 62. Dưới 50 cân mã 62 200.000. Chị nào lấy con này mình chốt là 62 cho em nhá. 200k. Chị Yu Yu của 61 ạ. Bộ kéo khóa VIP chưa? 200k. À bộ chui là 180 à 170. Ừ. Không thì khẩu trang em chỉ chốt đúng 300 hộp nhá. Là hết rồi đấy. Em cũng chỉ lấy được từng đấy thôi. Nhưng là chị nào lấy khẩu trang mình sẽ chốt là khẩu trang cho em 39.000 một hộp. Khẩu trang em đang bị khan hàng. Ở bên kia nó đẩy giá nên em sẽ chỉ lấy đủ để bán đúng giá nên em bán thôi. Chứ nhà em mà lấy thêm là phải bán cao hơn. Nhưng em không bán được cái giá đấy đâu. Thế tối nay một hôm nữa là hết đấy. Rồi, mã này mình sẽ lên đúng cú pháp hộ em sẽ là 63. 200 này bảo là lợi dụng lúc nó có dịch để tăng giá không? Em lợi dụng thì em đã bán cách đây là chưa đến dịch đâu, đúng không? Chứ đừng nói là bây giờ đến dịch. Em bán trước cách đây như một tuần rồi còn gì. Rồi comment cho em ấy này, bảo là lấy nó
giá vừa đem cũng được nên lấy về bán cho khách thôi, dùng là chính. Mã này là mã 63 đúng không? Set vàng bò kìa, cho chị Hồng Thắm kìa. Mã 63, 200.000 mã 63. Chị Lê Hồng Thắm có cái miếng vàng ạ. Bộ này tặng nốt các chị luôn. 150.000 mã 64. Dưới 54 cân. Mã 64 150. Chị 63. Mã 64 150. 63 là 200. Chị ơi, 63 có giống bộ này không? Ôi, bộ này đẹp lắm đấy chị ơi, thôi em để lại một bộ em mặc. 200.000 quá bèo. Mã 64 Q16 à, em còn. Nói chung là những cái quần legging đấy em đang còn hết, đang còn hàng hết, được chưa? Comment cho em mã này là mã số 64 à. Thế thì cái này mình sẽ chốt cho em là 65. Đúng rồi, mã 65 nhá, 200. 150. Bộ này thì là 64 ạ. 53 cân mã 65, 200 tròn, đẹp lắm, cái chất. Không để chê được. Mã 65 200. Chị nào lấy 65 mình chốt cho em nhá, 200.000. Trời đất ơi. Rẻ, không còn chỗ nào rẻ hơn được các chị ạ. Mã 65 cho em có mũ nhá. Bình thường áo này mũ mình có thể mặc rời cho em cũng được. Mũ mặc rời đều rất ok luôn. Comment cho em mã này là mã số 65. 65 cho em nhá, 200 tròn, chất umi, không bay, không sờn vải luôn, có 3 bộ. Chị ơi, nó có giống bộ này không? Đúng không? Cho anh in thêm một bộ đi. 63 64 ấy. Như là 64. Cái bộ mới bán là bộ blend này đúng không? Rồi. 63. Bộ blend này in thêm 2 bộ này. Cái này thì đen và nâu thì em không chọn nhá. Quần bò chị em nhá. Trang có 63. À quên. Chị à. Trang không có 63 thì Trang Phùng có 63. 65. Có đen và có nâu đi. Có đen và có nâu nhá, mã 65 chốt lại cho em. Chị Lan Trần ạ, chị Thanh Nguyên có 65. Có thêm hai bộ màu đen. Đen và nâu nhá. Đen và nâu đi. Không phải các chị này phân vân. Cái màu đấy, mai chị nào lấy màu nào chốt màu đấy được không? Thấy được, không được. Thế các chị comment lại màu đi. Có chị không. Mã 65 đen và nâu. Ừ, 65 chốt lại nhá. Các chị chốt lại nha, em không. Những chị đọc thì chưa có nhưng em cứ chốt đen lại 65. Các chị comment màu thì mới có đơn. Không bị sót hai bộ. Rồi mã 66 hộ em. 170 nữa, tiếc của lắm. Toàn người tắt rồi. Chị Khánh Ngọc có 65 màu đen ạ. Chị Mimi có 65 màu nâu. Rồi 170 đó chị. Chị Khánh Ngọc Linh có 65 màu đen. Mã 66 à. Kiểu xả hết để về quê ăn Tết. Mã 66 cho em nhá. Bộ này ra năm đầu năm vẫn bán được mà. Tại vì đầu năm nó vẫn cứ xe lạnh. Nó chỉ đi chơi ấy. Mà đúng cái bộ này luôn. Mã 66 á. Mã 66. Mã 66 nhá. Chị nào lấy 66 mình chốt 66 cho em. 170. 66 cho chị ở Vinh Nhi ạ. Rồi mã 68. 68 nữa chị ơi. 170 nốt dưới 52 cân. Mã 68 ạ. 65 cho chị Hình Tuyết ạ. Đây này. 65 lâu cho chị Hình Tuyết ạ. Đây cái chị này. Nhìn nó khác biệt chưa? Bộ này có 100.000, rất vượt tiền. Nhưng mà các chị nhìn sang cái bộ 170 của em nhá, nó khác biệt hẳn đúng không? Chất nó dày hơn, nó mịn hơn. Và mặc nó mát hơn rất là nhiều luôn, được chưa ạ? Mã số 68 170. Rồi. Đây cái bộ này em mua ở ngoài chợ đấy, các chị biết là hàng nhái nó làm như thế nào này. Thôi cái bộ này em hình như em nhập vào em mua đó là 650.000 đấy. Thôi tặng nó các chị 100k. Mã số cho em là bộ nhái nhá. Bộ này vừa tiền, chị nào thích vừa tiền mặc bộ này cho em, được chưa? Bộ này khoảng độ các chị đến 52 cân là đẹp nhất. Bộ nhái dùm em, 100k, 100.000 nhá. Nó khác biệt màu, từ cái màu đến từ cái thêu nữa cơ. Đây là tiền nào của nó là đúng luôn nha các chị ơi. Hàng khách thì không bao giờ để bằng cái hàng loại một nữa làm ra lúc đầu được. 100.000 cho em nhá, bộ nhái, 100k. 68 là bộ này. 170. Chị Phạm Hồng có 68 à? Như cái này nó bị lỗi tay hay sao ấy nhỉ? Rồi ơi chị ơi, size S giúp em nhá. Size S ạ, comment cho em mã này sẽ là khoác
VIP. Bộ nháy cho chị Nguyễn Phạm ạ. Khoác VIP nha. Thôi tặng nước cho chị 200, sướng luôn. Quần bò thì tối nay em sẽ lên hàng nguyên cục. Ố đúng không? À để cách ố với chị trả về này. Thôi chị nào ưng mình chốt nhá. Thôi tặng nốt 120. Không bị ố, mình mặc kiểu mặc ở nhà thứ phát cũng ok mà. Các chị giảm giúp em nhá. Nó bị ố tay nhá. Nó bị ố tay một tí nhưng mà em nhìn chẳng ra đâu. Để ý kỹ á. Cái hình nó cập vào ấy. Nên là mình sẽ lên cho em là khoác VIP nhá. Thôi cho em mã này là áo lỗi đi. Áo lỗi đi, 120 để các chị nhớ nhá. Không về lại bảo là ui dồi em ơi, cái áo này nó bị sao nè. Được chưa, 120. Hàng này nhà mình 120 nhá. Có đen, đen chắc không bị. Đen không bị á. Đây là mình xem em có bị không. Đây, cứ lên mã cho các chị là áo lỗi về các chị biết. Gọi điện cho các chị nhớ mã không nhiều bị quên. Áo em mà có cả màu đen nhưng mà hết rồi. Màu đen không bị. Màu đen vẫn 200 nhé. Chị nào lấy đen thì vẫn là 200. Để bắt xa, đẹp, chặt. Chị Lan Nguyễn có quắc lỗi. Nhưng chị Nhung Trần có áo lỗi. Mã là gì? Chị nào lấy đen thì là 200, đen không bị lỗi nhá. Rồi, comment cho em mã này là mã số 70. 100.000 nốt đi các chị. Mã 70, 100k. Có đen và có nâu nhá. Mã số 70, 100.000. Mã 70. Ai lấy 70 thì mình chốt 70 cho em 100k. Mã số 70 nhá, 100.000 đẹp lắm. Đấy, ai lấy 70 thì mình chốt là 70 cho em 100k. Mã số 70. Áo lỗi em chỉ còn màu đen nữa. Áo em mặc là A11. 139.000. 70, 100.000. Chị Nguyễn Mai hoàn trang rồi. Có đen ạ. Có lỗi đen. Size S luôn ạ. Con này mấy lúc nào nhỉ? 70, 100.000. Mã 71 các chị. Chị Phương Thanh có 70. 71. 71 tặng nốt các chị 69.000 luôn, mã 71 hàng hãng luôn ấy. Mã 71 nhá, 69k mã 71. Đẹp quá. Thôi nhưng em để làm một con đi. Thấy chưa? Ôi, 69.000 ạ. Trời, đẹp. Màu đẹp, nhìn cái mát cho em này. Xịn lắm. 69.000 mã 71 nhá. 71 ạ, con này ở đâu ấy chứ? Để lúc nào. Thôi tặng nốt các chị đi. 71 cho em, 69.000 nhá, đẹp, gió hai lớp, chất đẹp, nhìn hàng hãng ra là các chị biết rồi. Dưới 55 cân là đẹp nhá. Cái này có 6 cái. Mã 71, 70.000, mã 71. 71, 70.000 đi. Áo kiểu quá chị ơi. Quả này chị mặc với quần hay chân váy sơ mi thì hết sẩy. Mã số 72. 70.000, đằng sau bôi chun với 53 cân. Đa Huyền có 71. Chị Hà Suka có 71. Mã số 72. Chị Văn Hoàng có 71. 70.000. Ai lấy 72 mình chốt 72 cho em nhá. 70.000 mã 72. Mã số 72 70.000. Ai lấy 72 mình chốt 72 cho em nhá. 70k. Băng Như có 71. Mã số 72. Ai lấy 72 mình chốt 72 cho em nhé, 70.000. Rồi, mã số 73. 73 em tặng nốt 150. Mã số 73. 73 150, có 2 con. Mã số 73. Chị Tú Thủy có 72. Chị Riri có 72. 73, 150. Có 2 con, mã 73. Chị Lê Loan có 72. Phao lông Vũ hàng siêu nhẹ em là thanh lý nốt 200. Comment đúng mã cho em là phao lông Vũ nhá. Áo này nói chung mặc nó rất là sướng, chuẩn hàng lông cũng thật cho các chị đấy, không phải hàng nhái đấy. Có đen và có hồng nhá, 200.000. Comment đúng mã này cho em là áo phao lông Vũ ấy, 200. Phao lông Vũ 200.
kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé. Phao lông vũ 200. Con này không đẹp không lấy tiền. Hàng này các chị nếu mà order phải 1,5 triệu. Được chưa? Được chưa? Các chị nhìn quả phao này. Mặc nó rất là nhẹ. Và thường khi các chị mặc nó sẽ là bị rơi ra vài chiếc lông. Được chưa? Khi mình mặc thỉnh thoảng nó vài chiếc lông thì như là ok đẹp nhất luôn cho em. Có đen và có hồng nhá, 200. Hàng cao cấp luôn. Dưới 55 cân mình chốt đơn hộ em. Size dưới 55 cân hộ em nhá, 200. Mã số cho em là phao lông vũ là ok. Ôi là nhiều thế cơ à chị? Thế chị mua một cái này cho em. Nhiều nhờ. 200. Khẩu trang thì các chị phải chốt nhanh nhá, chắc tối nay em bán hết đấy. Tối nay em bán nữa là không còn hàng như các chị rồi. Khách quen mà vào là nhiều chị không bao giờ hỏi nào. Vì có chị nhà em, có chị chỉ đang bảo lấy rất là nhiều thùng nhưng mà thôi. Nhà em chưa nhận đơn vì nhà em đang phục vụ khách tỉnh, lẻ nhà em ạ. Tỉnh chắc mình không nhận đơn đâu. Để cho các chị mua lẻ rồi dùng cái này bán. Nhà em chỉ phục vụ cho khách lẻ, cho khách chỉ nhà em đang có chị ôm hết. Ôi chị con da này. Nào 350. Mã số 01 hộ em nhá, 350. Vẻ chia mỗi nhà mấy hộp là hết rồi. Ok cho các chị ơi, comment cho em này là số 01 ạ, 350.000 mã 01. Bây giờ lấy số lượng thì nó bảo đắt, bây giờ về bán đắt các chị lại bảo tăng giá nên là em sợ lắm. Thề luôn mọi người. Tháng tiếng chẳng được mấy. 200. Mã số mấy ấy? 13. Ờ, 13. Tháng tiếng mã 13. 350.000 ừ. Comment là 01 cho em. Chị Văn Nam Vy có 13. 350 đi, xả lỗ đi, xả để về quê. Mẹ em hôm nay gọi khi nào về Tết con. Ok ơi chị ơi. Mã số cho em là số 73, à quên số 01 nhá, 350. 150. Khẩu trang em còn mỗi xanh thôi ạ, không còn trắng đâu ạ. Xanh thông dụng mà. Xanh quá thông dụng luôn. Mã số 01 cho em nhé, 350, size dưới 52 cân trở về mã 01. Phao lông vũ 200. Nó thế mới bé chị. Mai mai màu hồng à? Em bận hết công suất rồi đấy. Chị Huyền có size XL nhưng mà phong nó vừa. Chị cứ chốt cho em là khẩu trang là được ạ, kèm số điện thoại ngày mai bên em sẽ gọi nhé. Rồi 170 đó chị ơi, mã 02. 02 170.000. Chị nào lấy 02 thì mình chốt là 02 hộ em nhá, 170. 02 170. Chị Phan có con vuông màu hồng. Size này dưới 53 cân. Mã 02 170.000. Mã 02. Mã 02 170. Mã 02. Em là sao biết chị được mấy bộ? Mã 02 170. Không một có mỗi một kem thôi chị. Thế không hả? Ừ. 170. 300 ạ. Mã số 3. Mã số 3. Xuyên nguyên ạ. 300.000 mã số 3. Quá đẹp, con này em nhập vào là 380 rồi. Mã số 3 kaki lót lông cừu cổ lông 300.000 mã số 3. Chị nào lấy số 3 mình quét số 3 cho em nhé, 300k. Số 3 300.000. Comment đúng mã cho em là số 3. Em còn khẩu trang nhưng bây giờ nó đang lên giá là 39.000 rồi. Chị đã lấy khẩu trang mình sẽ chốt là khẩu trang nghe nhá. Hộp này nhà em dùng dở. Từ khi bán khẩu trang này em toàn dùng khẩu trang này thôi. Nó thông thoáng, mềm. Mà đeo rất là thích cái cảm giác nó không bị bí. Bầu bí bon cho em được luôn. Khẩu trang này cho em là khẩu trang hàng chuẩn, hàng đẹp. Một hộp của nó sẽ có 50 cái nhá mọi người. 02 là 170. Số 3 là 300. Vừa đẹp vừa thời trang, quan trọng là có lớp kháng khuẩn. Nói chung cái này đeo rất là thoải mái, cả nhà em ai cũng đeo. Mà giá rất là vừa, 39.000 một hộp. 39.000 cho em nhá. Comment chị nào lấy khẩu trang thì mình chốt là khẩu trang, tại vì đợt này em nhập về mấy chục thùng á. Nó bị đắt hơn. Ừ, 300.000. Em đâm ra là bán cao hơn. Khẩu trang là được nhưng em còn mỗi màu xanh nhá. Còn mỗi màu xanh rồi, còn 300 hộp là em hết đó. Còn 300 hộp là hết hàng rồi, không có đâu ạ. Nên là chị nào lấy khẩu trang thì mình sẽ comment là khẩu trang hộ em. Giá là 39.000. Áo đỏ em mặc cũng đang hết rồi ạ. Áo đỏ em mặc là 139. Nhưng mà hết hàng rồi.
Chị nào lấy khẩu trang mình có chốt là khẩu trang của em nhá. 39.000 một hộp. Ảo lò này, lấy sao đừng chốt là ảo lò nữa. Những cái tên này rất là xa xôi, tít mùi khơi. Rồi comment cho em này là số 4 nữa chị nhá. Số 4 em tặng nốt này. 100k mã số 4 áo dạ twist. 100.000 mã số 4 ạ. Đây, đẹp chưa? Chị nào lấy số 4 mình chốt số 4 cho em nhá. 100k. Áo em mặc là A11. Nếu mà ngày mai chị nào xả hàng ra thì vẫn đang còn. Số 4 em nhá. 100.000 mã số 4. Số 4 100k. Chị nào lấy số 4 mình chốt số 4 cho em 100.000. Rồi áo cổ đỏ các chị ơi. Mã số 5. Mấy em chẳng biết tối nay lên những gì. Nhưng mà tối nay sẽ có sơ mi, áo phông, quần vải, quần ngố, váy, váy nhung. Mã số 5 nha em nhá. Số 5. Số 5 nữa chị ơi, 150 mã số 5. Áo cổ lọ đẹp lắm, màu đỏ Tết. Chị nào lấy số 5 mình chốt số 5 cho em nhá. Số 4 đi. Số 4 100. Số 5 150. Rồi. 150.000 mã số 6 á. Số 6 nhá, 150. Đây là khẩu trang em còn chưa cả đăng chị bài. Chị bán số 4 ạ. Em chỉ bán like đấy, đăng bài nữa hết luôn rồi. Số 4 là đây. Đây là số 5. Đây là số 6 nhá. Số 6 hộ em 150 nốt, số 6. Con này 215.000 tặng nốt 150 mã số 6. Số 6 150. Bao nguyên của số 5 ạ. Số 6 150 thì khẩu lọ 150. Rồi. 50.000 mã số 7. Số 7 50k. Chị bảo Ngọc cái số 6 ạ. Chị nào lấy số 7 mình chốt cho em nhá. 50.000 khổ lọ. 150. Cái con len đỏ với con con rượu. Rồi. Len đẹp chưa? 150.000 mã số 8. Còn đúng 2 con. Mã số 8 ạ, 150. Em có 2 con nhá, đẹp lắm. Mã số 8 ạ, 150. Chị nào lấy số 8 mình chốt số 8 cho em 150. Áo em mặc thì hiện tại vẫn đang còn. Các chị cứ lên mã cho em là A11. 139.000 có cả màu đen nữa. Đó. 50.000. Số 8 ạ, 150 lên lông thỏ đẹp lắm. Chị nào mà tính đồ lên lông thỏ. Chắc em có thể lấy sờ nó mềm, mềm cực kỳ. Mã số 8. Rồi. Chị lấy ly có số 8 ạ. Số 9 ạ, 150. 150. Số 9 nữa chị ơi, 150 đẹp. Số 9 ạ. Chị nào lấy số 9 ạ. Số 9 thì mình chốt là số 9 nha em nhá. 150.000 đẹp chưa. Khẩu cẩm, còn gì bằng nữa. Số 9. Số 10. 50.000 mã số 10. Áo len có mũ nhá. Số 10 50k. Chị lên đi chưa? Chị cắt chốt chắc chắn nhá, nhưng không xả ra nhá. Số 10 50.000. Số 10. Số 10 cho chị Nguyệt. Rồi. 70.000 mã số 11. Số 11 70k. Số 11 cho em nhá, 70.000 mã số 11. Chưa có đơn nha em. Em sẽ chốt số 10 cho chị Hoàng Huyền ạ. Số 11 70.000. Ai lấy số 11 mình chốt là số 11 cho em nhá, 70k. Rồi comment cho em ấy là số 12. Số 12 tặng nước các chị 200. Số 12. Số 12 200. Số 12 200 mình hả? Số 12. Số 11 cho chị Thanh Hoa Bùi ạ. Số 12 200. Ai lấy 12 thì mình chốt là 12 cho em nhá, 200. Mã số 12 200. Nghe có thấy chị ở bên hồ nhá. Rồi, tặng các chị nốt quần này 50.000 một chiếc đi. Mã số cho em là quần
Chị Quần Ly có số 12 ạ. Size M 50.000. Cái này dưới 53 cân. Chị nào lấy quần thì mình chốt quần cho em nhé. 50k mã quần. Quần 50.000. Quần đắt giống em mặc này. Bên trong là lót nhung nhá. 230. Comment cho em đây là quần VIP. Con này là size L. 55 56 cân, mã số cho em là quần VIP ạ. 230, siêu phẩm luôn. Quần này các chị mặc cảm nhận nó sướng cực kỳ. Em hình như có 6 cái. Đều là cái dạng bom như thế này. Chị Tuyết Mai có quần ạ. Comment là quần VIP cho em nhá. Dưới 55 cân. 230. Đẹp, ấm, bền. Sang năm các chị mặc vẫn ok luôn. Quần VIP 230. Bộ hoa cúc với chị ơi, 120. Comment là bộ hoa cúc cho em nhé. Form được 60 cân. Bộ hoa cúc ạ, 120. Chị nào lấy bộ hoa cúc thì mình chốt là bộ hoa cúc cho em nhé. Khẩu trang em vẫn còn, chị bình luận nhanh là có nhé. Nhưng mà giá bây giờ là 39.000 một hộp ạ. Tại vì sáng nay em lấy giá nó cao hơn ấy. Sáng nay em bốc chỉ được 20 thùng, à quên, chỉ được 7 thùng. Chị có được 7 thùng thôi mọi người nhé. Form em mặc là 139 ạ. Áo là 139.000. Bộ hoa cúc. Bộ hoa cúc của chị Nguyên Nhi ạ. Chị Quỳnh Phương Nguyễn thì lấy cái quần 230.000 của Lại Mặc đúng không ạ? Quần này em hay mặc đấy, hôm trước chị nào order rồi chẳng nhớ là đưa ấy. Bộ hoa cúc của chị 120. Quần này em mặc suốt. Dễ mặc, thoải mái. Chị Huệ Hồ chưa có đơn nhé. 40 cân đến 60 65 cân này, 30.000. Mã số 10. Số 10 30k. Con này em có 2 con nhé các chị ơi. Tặng nó các chị 120. Comment cho em mã là phóc cam đi. Phóc cam 120 nhá, đẹp lắm, phóc cam 120. Ô, có một con này. Phóc cam 120. Phóc cam 120 số 10. Rồi. Chị Lan Nguyễn có đơn rồi ạ. 120 mũ tháo rồi. Mã số 12, 120 đẹp chưa? Mã số 12. Bảo Ngọc có số 10 30.000 ạ. Chị nào lấy 12 thì mình chốt là 12 thôi. Mã số 12. Mã số 12 120. Rồi. Cái này nó chị sẽ lên cho em là len xanh 50.000. Len xanh 50. Len xanh nhá, ở ngoài nó có nhũ đấy ạ. Chị nào lấy len xanh thì mình chốt là len xanh cho em nhá. 50.000. Len xanh. Len xanh 50.000 ạ. Chị nào lấy len xanh này này. Nó hiện chưa? Đó số 12 này. Chơi 21 hết hàng rồi chị nhá, không chốt ăn nhiều nữa. 12 chị cao hoa Mỹ này. Len xanh. Bắc Cang cho chị Lan Chân Thiện ạ. Ngày mai chị cứ comment đi ạ. Ngày mai nha. Phóc cam 120. 120 hết. Chị cao hoa Mỹ có 12 ạ. Rồi. 12 là cái này. Đấy, 12 là cái đấy. Phóc cam là cái kia. Comment cho em ấy là số 13. Có trắng, có đỏ, 50.000. Mã số 13. 13, 50.000 nhá. 13, 50.000. 50.000. À, set váy à, 100k nốt đi các chị. Comment là set váy hộ em nhá. Bên trong là một chiếc váy 2 dây như váy 3 lỗ. Form dưới 60 cân váy len. Nguyên cả set 200 à 100. Comment cho em mã này là set kem nhá, 100.000 mã set kem. Chị nào lấy set kem thì mình chốt là set kem hộ em 100k. Set kem 100.000. 100.000 mã set kem. Chị Lan Xuân Thiện có len xanh ạ. Chị Ngọc Biết Bích có len xanh. Đây, 50.000 set kem.
Mã 13 đã lên đâu? À đây chắc là 13 đấy. 13 chắc là con này. 13 chắc là con đấy. 12. Mười ba trắng. Đây chắc con này. Rồi comment cho em ấy là lên sọc đi. Một set kem cho chị Vinh Innova. Lên sọc 130. Nguyễn Thảo có set kem ạ. À. Chị nào lên sọc mình chốt cho em nhé. Một chị, hết bao nhiêu tiền chị? Tiên Tô có 13 trắng ạ. Lên sọc 130, à 120 đi. Lên sọc 50 nghìn. Ô cái trắng nó bị lỗi rồi. Chị Tiên Tô không có trắng thì bị lỗi mất rồi ạ. Lỗi chị lấy thì em tính nốt 30.000 nhé. Chị kêu tôi kể số 13 nó bị lỗi nhé. Về giặt giúp em nhé. Nếu mà chị ok thì ok giúp em 30.000. 100.000. 100. Ừ. Bạn lại đi. Lên sọc hộ em nhé. Chị Nguyễn Thảo có set kem, chị Vinh Innova có set kem. Lên sọc 120. Chị Dung Minh có 13 đỏ. Lên nhung. Mềm. Lên nhung 70.000. Lên nhung 70. Lên nhung 70. Ôi cái này bị lỗi rồi. Cái này nó bị bẩn tay nhá. Tặng lỗi các chị 40.000. Comment là lên nhung. Nó bị lỗi ạ, 40.000. Lên sọc 120. 70.000 ạ. Comment cho em ấy là mã số 15. 15 nhá, 70.000, 40 cân đến 60 cân, mã 15. Trả đi bảo xả vào tiền. 30.000. Thì Tiên Tô có... có áo 30.000 ạ. Áo đá này hôm trước bà nào chốt được xả ra đây. Comment ra mã này là mã số 16 á chị. Mã 16. Áo có mũ ạ, 35.000 mã 16. Chị nào lấy 16 mình chốt là 16 cho em nhá, 35.000. Áo trước đấy bị mỗi 40. Chị Bảo Ngọc lên nhung ạ. 15 là 70.000. 16 là 35.000. Dưới 57 cân. Comment cho em ấy là mã số cho em là lông. Mã số 18. 15 là chị Việt Lưu ạ. Mã số 18 200.000. Chị nào lấy 18 thì mình chốt là 18 cho em nhá. 200k mã 18. Ai lấy 18 thì mình chốt là 18 hộ em, 200.000 mã 18. 16 35 mã 18 200. Chị nào Bích Lê có 16 ạ. Mã 19 200. 60 cân trở về. Ừ. Mã 19 200 con này. Chị Hà Tem có 18 ạ. Mã 19 200. Quá tuyệt vời luôn, mã 19. 200.000 mã 19 ạ. Dưới 60 cân. Em có thấy chị Vinh Hy ạ. Ghi lê lông em hết. Ghi lê lông ở cửa hàng mới có. Như cửa cửa hàng hết rồi. Mã 19 ạ. Đồ đông em không về nữa rồi đấy chị ạ. Nghỉ rồi. Xả nốt còn gì xả nốt. Nhiều tính cho chị Thúy An ạ. Bắt ca đó chị ơi. Bắt ca kèm lông nhá. Cái này có 200. Ừ. Rồi các chị ơi, bát ca em tặng các chị luôn 400.000. Comment cho em là bát ca đi. Trời ơi, 400.000. Đời trước nhập vào con này 650. Bát ca dùm em siêu ấm nhá, kèm mũ lông. Comment hộ em là bát ca 400.000. Lót lông cừu toàn bộ xịn như thế này. 400. Bát ca 400. Tiếp cốt ruột bán 400.000 con bát ca. Bát ca đây chị Phương ngay ạ. Có hai con đi. 500. Ờ 500. Ờ hôm trước nhật 620. Nó 650. 400. Ừ, 400 đi, có hai con. Có hai con. Bát ca có hai con. Chị Lan Nguyên của bát ca. Rồi. Lên cao cấp các chị. 130 đi, lên cao cấp 130. Chị nào lấy con này mình sẽ lên cho em ấy là lên cao cấp nhá, 130. Bác chị nào mua cái áo gì cấm có xài nhá.
chốt cho hai lần hai khách sạn ra hết. Lên cao cấp 130. Ai lấy lên cao cấp mình chốt là lên cao cấp cho em nhá. Có cái bớt. Có cái dớp. 130 đẹp mà, con này mặc quần lết ghim quần sóc các thứ gì. Chị quá là chỉnh luôn. Hai lần mà vẫn mất sao. Ai, tôi nói bà Thúy An nhá. Chốt cấm xả. Đi, bỏ cái lông vào đi. Chắc chốt quả này mà xả ra chắc xỉu luôn á. Ờ, điều chỉnh chính xác thì... Chị Thúy An có lên cao cấp nhá, chị mà xả ra nữa thì... Ăn chi á. Em một cốc luôn. 1-2 ạ. 1-30. Chị Thúy An có lên cao cấp 1-30. Điều tối đá nhá. Phác tím ơi chị ơi. Rồi 50.000 nốt đi. Phác tím. Phác tím 50.000 cho em nhá. Dưới 60 cân trở về mã phác tím 50.000. Phác tím 50k chốt cho bằng được, tranh cho bằng được thôi. Phác tím 50.000. Rồi. Phác đỏ. Chị Phương Thanh comment 107 lần. Chỉ có chấm thôi. Chấm với phẩy thôi. Chấm với phẩy với SS sờ sờ thôi. Nào phác đỏ cho em 70 nhá. Đỏ 70. Phác đỏ 70. Ôi con này hàng đắt rồi, chết thôi. Thôi tặng nốt các chị ơi. Nào tặng nốt 500. Comment cho em hộ em mã này là siêu VIP đi, 500.000. Chị Chu Nhu là chị Dương Vị nhá. Các chị đi xả để em. Chị nào mà không lấy con này thì em lấy em mặc. Con này mặc được cái nó sang. Nào em mặc 139.000. Phác đỏ 70. Phác đỏ là 70. Phác đỏ là chị Nguyễn Lưu ạ. Phác VIP 500. Hàng tiền triệu đấy. Giá số mua con len này tiền triệu, được chưa? Gói số thì bán 900 mấy. Đối với em là bán con này là 780 rồi. Phác VIP 500. Đẹp lắm. Con này các chị mix đồ các thứ vào này. Có cả lông nhá, kèm theo cả lông áo nữa này, 500 này. Sang, đẹp, mướt. Chất rất là đẹp. Tay nó có độ bóng, bó tay. Ở trạng Phương Thanh ký gì? 500 ạ? 500. Chị Tiền Lê có xương VIP ạ? À, có nhiều máu. Có cả màu kem. Và có cả màu nâu. Siêu VIP em có cả kem nữa nhá. 500. Đừng xả ra nhá mọi người. Em cũng muốn về quê ăn Tết lắm chứ mọi người ơi. Chị Tiền Lê chị lấy màu nâu hay màu kem cái lông à? Của cái này đâu. Như cái lông đấy chị. Lông của màu này. Thế màu kia tìm cái lông thôi chết rồi. À, hôm trước anh nhớ một cái bị mất lông không? Kiểm tra hàng lấy luôn cái lông ấy. Đấy, khách nhà em tinh lắm. Kiểm tra hàng lấy luôn cái lông áo. Tại vì cái lông áo bây giờ người ta bán bèo bèo nhất. Một cái lông ở ngoài là 100.000 mà. Được chưa? Siêu VIP em sẽ có hai màu đây. Và đúng là tông màu nó này. Thế màu cái kia bị mất lông chị nha. Thì tính nó chị 450. Đây, đây cái này lông của cái này cơ. Mũ đen em không, chúng nó không cho em bán mũ đâu, cồng kềnh. Đến nơi các chị hoàn rồi, đúng là em đội hết. Đây, đầu ra, comment đúng mã cho em là khoác VIP nhá. 4-500. Khoác VIP 500. 500 mã khoác VIP. Không biết chị bảo gì nữa. Rồi, 100.000. Mã số 20. Chị nào lấy con này mình chốt số 20 cho em nhé, 100.000. À chị lấy có mũ đi, lấy cho chị Nguyễn Lưu đi. Hàng đấy free size ạ. Mã số 20, 100k, mã số 20. Rồi lên cầu vồng. Hả? Con kiểu phải con siêu vip không? Phải. Chị Nguyễn Lưu có siêu vip màu kem ạ. Chị Hồng Ngọc có siêu vip màu kem. Rồi, 21, 60.000. Bưng nghe mít nữa chị, mã 21. Dạ này nó bị bám lông rồi. Chị lấy có mũ, chị Nguyệt Lưu là lấy màu kem đúng không? Con này nó bị bám lông nhá mọi người, em tặng cho chị nó 50.000 thôi. Comment cho em là dạ đen 50.
20 60 cân trở về 20 đấy. 20 100 nghìn 21 60. Vâng, biết có 20 ạ. À? Em chẳng nhớ. Dạ đen nhá. Ôi con này. Con này góc này. VIP chưa? 150 mã 22. Mã 22 hộ em 150 nhìn cái tay nó VIP chưa? Ôi con này ra shop mua 4500. 150 nghìn mã 22. Phong lên lông thỏ, quy 60 em còn ạ. À. Mã 22. 21 đó chị. 21 đó chị Thanh Huyền ạ. À. 60. 60. Dạ đen 50. Mã 22. Con này nó bị ố. Ố à? Ố thôi bỏ ra. Ố này. Bể giảm giúp em nhá. 30 nốt. 30 nghìn. Nếu mà chị ok thì báo lại cho em. Cái này giặt là da mà. Chị nào lấy thì comment ố cho em ạ. Ố nhá, 30 nghìn. Mặc ở nhà cũng được. Phong VIP 500 thì là 500 chị. Là 500 luôn đấy. Mã số 22, 150. Mã 22. Mã 22. Quan em bán hàng luôn cơm em. Sợ. Đó ok đấy chị ơi. Mã 23. 23 nhá. 23. Chị nào lấy 23 mình chốt cho em. 90.000 rất là đẹp. Mã 23 90. Chị nào lấy 23 thì mình chốt là 23 cho em nhá. 90.000 mã 23. Chị Thanh Huyền có lên 30 ạ. À? Mã 23 90.000 mã 23. Chất siêu đẹp luôn đấy chị ơi. Mã 23 90.000. Ai lấy 23 thì mình chốt là 23 cho em nhá. 90. 23 90.000. Không được xả nhá mọi người. Trời ơi các chị xả ra em cứ lại đi lên lại. 22. 22 là kéo dạ lông 150 đây. Đây. Dạ đen đi, dạ đen 50.000 chưa? Cái áo đi là của em mặc em. Em mua em mặc là em mua 280, em bắt lại 200. Mà lần nào nó cũng còn ở đây là sao ta? Chắc ý là nó không muốn đi đúng không ấy chị? Ý là muốn để mặc đúng không? Dương Nguyên ạ. Rồi comment hộ em là thôi bây lần này bác nốt này 180 này. Còn lần này không đi nữa là thôi em để em mặc rồi. Nhiều đồ quá rồi. Comment cho em ấy là 24 nhá. 180 lên siêu cấp. Tay thổ cẩm này. Đấu trạng. Má 24, 180. Chị Huyền Hồ có 22 ạ. Chị ơi chị không thả nhá. Thả ra là tội em lắm mọi người. Cứ lại đi lại lại hoài. Mã 22. À mã 2 90.000 á. Mã 23. 23. Cái này là 24 180. 100.000. 23 cho chị Nguyễn Thảo à. Quy 100 em chẳng nhớ. Chị cứ chốt đi, nếu còn thì ngày mai nó tự gọi mà. Mã số cho em là 25. 100.000 nhá. 25 100.000 mã 25. Chị nào lấy 25 thì mình chốt là 25 cho em nhá. 100.000 mã 25. Mã 25 100.000 không nhiều ấy chị nhỏ. Một cái làm 100.000. Cái này 100 đúng không? Ừ. Chị ấy, Huệ Hồ có 100 ạ. Dính ạ. Đây là cắt hàng bom chưa? Con này bao nhiêu? 108. Mã là 20 mấy đấy. 25. Hả? 25 đúng không? Quy 60 để chị 9 cái cơ à? Chị lấy size gì vậy? 25 là con lông cừu anh. Thế con đấy là 24. Chị ơi lấy size gì ạ? Len này thôi em. Aloso. Aloso là 50 một cái len đi. Comment cho em là len. Comment cho em là quà 1 đi. 50.000. Quà 1 50.000 toàn len đẹp. Này. Đây đây 50.000 nha. Ngại mở ra từng cái tại đang còn rất là nhiều hàng tiếp theo. Trời đất ơi. Quà một hộ em 50. 50.000. Đây. Cái nào cũng đẹp, lên vừa nhá, không quá dày. Miền Nam, miền Bắc đều mặc ok cho em và giá cho các chị là 50.000. Trời ơi. Màu nào cho em cũng đẹp rồi, rẻ chưa?
Quà một cho em là có đơn nhá, 50.000 một chiếc áo len. Trời đất ơi, comment đúng mã cho em là quà một. 50.000 nhá. Chị Loan Trần một con quà một đi. 50 đi. Cho nó gọn cho chị nốt 50.000. Loan Trần một quà một ạ. Một cho em là có đơn nhá, 50.000. Số 2 nữa chị ơi. Qua một cho chị. Đúng ngay chị tên gì? Loan Trần. Chị Lê Loan có qua một ạ. Chị Nguyên Hà Nguyễn Thảo có cả một ạ. Chị Hèn Huyền có cả một ạ. Chị Phương Thanh có cả một ạ. Số 2 nữa chị nhá, 150. Mã số 2, 150. Nguyễn Thảo đấy. Chị Nguyễn Thảo có cả một ạ. Thanh Hoa Bùi có quà 1. Mắt số 2, 150. Không phải thoát ra vào đấy không? Chị Bảo có quà 1 ạ. Chị Truyền Lê có quà 1. Cái này áo trong nó bị lỗi nhá. Em tặng cả set 50.000 mắt số 3. Bẩn. 50.000 nó bị lỗi bẩn nhá. Comment là số 3 hộ em 50.000. Nguyên set là 50.000. Cao Hoàng Vy có quà 1. Cáo vét, cáo trong, bề giá giúp em nhá. 50.000 mã số 3. Chị Lan Lan Đào có quà 1. Chị Thanh Nhanh có quà 1. 60.000 mã số 4. Chị Dung Quay Đi có quà 1. Áo em mặc hết ạ. Mã số 4, 60.000. Áo em mặc 140 nhưng mà hết rồi ạ. Mã số 4, 60.000. Chị Ngọc Yến Trần có quà 1. Ngày mai đừng xả nha các bác ơi. Số 2 150. Đây, kéo khoác này. Số 2 chị Nguyệt Lưu ạ. Số 4 60.000. Set là 50. Mã số 5. Có quà 1 ạ. Mã số 5. 80.000. Cardigan mã số 5. Số 5 80.000 mã số 5. Số 3 là gì? 50.000 á. Chị Nguyễn Đình Nhi có số 3 ạ. Số 4 60. Số 5. Chị Lan Trần có số 4 ạ. 80.000 mã số 5 cho em nhá. 60. Cardigan 80.000 mã số 5. Lan Trần có số 4 ạ. 100.000 mã số 6. Số 6 100k, cái này kém đai này. Số 6 100.000. Ai lấy số 6 mình chốt số 6 cho em nhá, 100k. Kèm đai mã số 6 ạ. Số 6 100.000. Chị Truyền Lê là số 5. Một trăm k mã số 7. Trời đất ơi, quá đẹp quá chị ơi. Mã số 7, 100k. Số 7, siêu VIP có mấy mã chị? Em không biết là chị lấy mã nào. Mã số 7 cho em nhá, 100.000 luôn mã số 7, đẹp chưa. Số 6, 100. Chị Bảo Trần luôn số 6 ạ. Số 7 đó chị ơi, rẻ chưa. Có 100.000 thôi, nghẹo vô, nghẹo vô. Mã số 7. Số 7 có 2 con. Rồi. 80.000 luôn đó chị ơi. Trời đất ơi, mã số 9.
80.000, mã số 9 có 2 cái. 80.000. À, 100.000. À, mã số 9 đây em nhá, 80.000. Em còn đúng một con chân váy này. 60.000 mã số 10, chân váy nhung. Chân váy là chân váy len nhung á, đều lắc mã số 10. Mũ miếng có số 7 ạ? À? Số 10, 60k, chân váy len mã số 10. 80.000. Em nghe hình nó số 9 ạ. Số 10, 80. Ừ. Chắc áo của chị. Háo trên lưng. Chịu chưa? Háo của Thành. Ai mà mới mà, còn mới mà. Thôi. Thôi. Mà nhiều cái tiền. Thôi. Năm mươi nhiều cái tiền. Thôi. Thôi má ơi. Thôi đi. Nhiều. Số 10 đây này, số 10 là chân váy ấy. 60.000. Cái khoác này thì hình như phải có đến hai mấy khách hỏi trong inbox không có. Rồi comment cho em ấy là số 11. Số 11 các chị ơi, 106 đi. Nhá, số 11 106. Áo 66. A 66 đúng không chị, còn xoắn em còn đen trắng vàng. Quần Umi tối nay em lên tất cả các mẫu, chị nào thích mẫu nào mình chọn mẫu đấy. Ok chưa? Số 11 cho em. Tại vì quần Umi em về rất là nhiều nên không có trong hàng lông côm. Hôm nay là buổi hàng lông côm à. Số 11 106 đi. Sao dài 150 mã số 12. Ở chân có 11 ạ. À? Mã số 12 150. Mã số 12 150.000, sao dài dưới 60 cân. Mã số 12. Em còn một con len này em tặng nữa các chị 50.000. Comment cho em mã là len rách nhá, tua tua ấy. Cái kiểu cách của nó là tua tua như thế này, mã len rách 50.000. Len rách 50. Ở trên kho còn 2 con nữa thôi. Bác về đây rồi, 4 5 con. Len rách 150.000. À. Chị nghe chị ra cái bao chị cắt rồi. Thôi tí nữa. Cắt rồi. Còn còn hết rồi này. Có. Rồi tí nữa bộ sau. Len rách đi, có bộ chị chốt rồi mà. Len rách cho em nhá, 50.000 mã len rách. Chị Thúy An có 12. Len rách 50. Xe len đó chị ơi, 130. Này. Thất chưa. Không bị ố mất cái mũ này. Như bán cả set rồi các chị đi. 70.000. 70.000 nhá. Comment hộ em là set len 70.000. Set len 70.000. Ố mất cái mũ phí thế chứ. Set len 70. Set len 70 cho em nhá. Đây, con áo lông cừu đó chị đây, 469. Em ghét cho chị Kim Bảo. Comment là E75 giúp em, 469. 469 E75. 469 E75. E75 469. Chị Bảo không có điện thoại nha em, cái số chị Bình nó có ông Bình ạ. Ghét 50 ạ. E75 469. Cái này là chị Nhi Nhi ạ. 70. 70. Nhớ giúp em là bị ố cái cổ nhá. Rồi. Dạ lông 200. Comment cho em ấy là dạ lông 200.000 mã dạ lông. Dạ lông 200. Quá rẻ. Dạ lông 200. Số bên lụa mã là M77 ạ. 469 ạ. E75. Và comment cho em ấy là dạ lông 200 tròn nhá, mã dạ lông. Rất là xinh, con này cũng có một con này. Dưới 60 cân nữa chị chốt đơn nhá. Phong em mặc là 139.000. Này bị dư một cái á. Rồi 80.000 ạ, mã số 20.
Dạ, lông bao nhiêu? 200. Con này không? Con đấy là E75. Con bên em là số 20, 80.000. M77. Chị Ngọc Linh có dạng lông à? M77 là sơ mi cà vạt đúng không chị? Mã này mình sẽ comment ra mã là 20 nhá. Mã 20. Một trăm nghìn mã 21. 469 chị Liên ơi, 469 ạ. Mã 21 nhá. 100.000 mã 21 có hai con. Mã 21. Hàng khách bom này. Em bị bom về đây. 100.000 mã 21 quá rẻ và đẹp. Thôi cho em một con đi. Tiếp tục bán cho 100.000. Mã 21. 20 này. 20 80.000. Mã 21 100.000. Bình nhóc bướng bình có 20 ạ. 21 có 2 cái. Tiếp. Này. Toàn những hàng đẹp. 200.000 nữa chị, mã 22. Có rút dây nhé. 21 đây. 100.000 nốt đi. Ờ. Mã 22 200 luôn. Dạ lông hàng siêu cấp. Chị Lê Loan có 21. 60 cân trở về cho em nhé. Cái màu nó bản muối tiêu, bản này là giới hạn đấy. Mã 22 200.000. Chị Đào Bích Lê có 21 ạ. Rồi. 80.000 comment cho em ấy là số 23. Trời ơi. 23 80.000 nhá, mã 23 quá tuyệt vời luôn. Chất đẹp bên trong là lót da lộn. Mã 23 80.000, mã 23. 22 200. Mã 23. Chị Lan Nguyên có 22 ạ. Báo ơi chị ơi. 120. Chị nào lấy áo báo mình chốt áo báo cho em nhé, hoodie. Comment cho em mã này là áo báo ạ, 120. Áo báo là kèm số trên, em không đồng kiểm hàng nhá. Đồng kiểm hàng làm sao các chị lấy luôn được cái lông em mới sỏi thật sự luôn ấy. Chắc là lúc bưu tá nó đăng ký nhận nó không để ý trộm luôn cái lông mình không lấy hàng nữa. Hay nhiều khách mang trần ạ. Nên là em không kiểm tra hàng nhá. 100.000, à 80.000, 80. Áo báo dùm em, hàng em như thế nào các chị mua rõ. Mua lần một là biết rồi. Nhi Nhi có báo ạ. Báo 120. 100k cho em nhá. Mã số 26 ạ, khoác đen cao cấp. Mã 26 100k. Chị nào lấy 26 thì mình chốt là 26 cho em nhá. 100.000 mã 26 ạ. Con này dưới khoảng độ các chị là 60 cân. 100.000 mã 26. 26 100.000. Con này vẫn dư còn một con. Rồi. 150.000 mã 27 đấy chị ơi. 27 ạ, 150. Chị nào lấy 27 mình chốt là 27 cho em nhá. 150.000 mã 27. 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn cho em này. 150.000 mã 27 nhá. Chị nào lấy 27 thì mình chốt là 27 cho em nhá. 150. Comment đúng mã này cho em là 27, 150.000. 27, 150. Chị nào lấy 27 mình chốt là 27 cho em nhá. 150.000. Ê hồ 27. Mã 28. 28 ơi chị ơi, nốt luôn. 120 mã 28 ạ. 120 mã 28. Chị nào lấy 28 thì mình chốt là 28 cho em nhá. 120. 28 ạ, 120. Ai lấy 28 thì mình chốt là 28 luôn em. 120.000 mã 28. 28 120. Với 60 cân mình chốt đơn. 100.000 ạ. Comment cho em ấy là khoác mũ ạ. Khoác mũ 100k quá rẻ. Trời đất ơi đẹp quá. Khoác mũ 100k. Đúng rồi, sốc có bông xinh cũng là nhà em á. Tại vì là cái đơn mà em về em xả hàng ấy sẽ là đi từ sốc có bông xinh ở Thanh Hóa nhá mọi người, nhưng vẫn là của nhà em, được chưa? Comment đúng mã này cho em. Nhà em chỉ có đúng một cái bếp này thôi. Nên là những cái bếp nào mà phát lại video thì không đúng nhá mọi người. Được chưa? Chỉ có đúng một cái bếp này. 120. Chị Thảo Trần có 28. Vâng, thì đúng rồi, sẽ là đi từ có bông xinh đấy. Rồi. Phóc tím đó chị ơi, 100k nốt lên đường luôn. Phóc tím 100k. Chị nào lấy phóc tím thì mình chốt là phóc tím cho em nhá. 100k luôn mã phóc tím ạ.
40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Lâu lắm như cái cảm giác thấy giấy 2 cuộn. Thấy trước thì thấy lại 4-5 cuộn. Khoác tím ạ. Ai lấy khoác tím mình chốt hộ em nhá. Khoác tím 100k quá rẻ. Phong mũ hết rồi đấy, 100.000. Đấy. Phong mũ cho chị ở Quỳnh Phương Nguyễn ạ. 100.000 ạ. Comment cho em hãy là các chị dài Hương Ngay này có 1 cân gì? Vừa, thoải mái. 100, 120. Kaki cho em nữa chị nhá. Shop em ngay ở trên gần Bệnh viện Đa Khoa huyện. Ở ngay gần Bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Định. Yên Định Thanh Hóa, quán nào nha mọi người. Yên Định quán nào Thanh Hóa. Đấy, comment cho em hãy là kaki dài 100. Kaki dài 100. Kaki dài 100 ạ. Ok, cho chị Nguyễn Thủy Trâm ạ. Ồ, 40 cân. Khóc tím là 100. Comment cho em hãy là khóc hoa cúc nhá, 120. Hoa cúc 120 lên lông thỏ đẹp lắm. Comment là khóc hoa cúc cho em 120. Hoa cúc 120. Kaki dài 100. Hoa cúc 120. Nốt ở trong đây thôi nha. Còn đi lấy hàng về. Chị Thúy An có các cái dài ạ? Lấy mẫu về ngay. Thôi nốt phần này. Comment cho em mã này là dạ lông nhá mọi người ơi. 100.000 nốt đi, mã dạ lông. Dạ lông 100.000. Chị nào lấy dạ lông thì mình chốt là dạ lông cho em nhá. 100k mã dạ lông. Dạ lông 100.000. Dạ lông 100. Rồi em còn một con khoác này. Comment cho em hãy là bomber nhá. 100k luôn nhá chị ơi, mã bomber, bomber đen đẹp. Dạ lông cho chị Linh Thảo, bao tiền? 100.000. Bomber. Bomber 100. Mặc quần bò đẹp luôn. Bomber 100. Chị nào lấy bomber mình chốt bomber cho em nhá. 100.000 mã bomber. Bomber 100. Rồi 50.000. Comment cho em hãy là mã chi âm nhá. Chi âm 50. Với 55 cân trở về nhá. Hoa cúc 120. Comment cho em hãy là chi âm K206. Em còn K205. Em không nhiều lắm. Khoác thôi. Mã anh như là áo em mặc là mã A11 139.000. Tối không trồn đơn nhé. Bomber, mã bomber. Mã chi âm cho em nhá, 50 đến 55 cân. Không trồn đơn đâu nha mọi người ơi. Tối là em bán hàng nguyên cục nhá, không bán hàng lông cơm. Rồi 50.000 nốt các chị. Mã số cho em là lên hãng 50.000. Các anh sáu nhanh hết hàng ạ. Lên hãng ạ. Lên hãng 50.000. Bomber chị Hành Đề Tê ạ. Lên hãng 50.000. Phải cho lên 50.000 nhé. Chi ăn 50. Lên hãng em có một con nhé. Các chị lên cho em mã này là lên bèo 50.000 nốt đi. Lên bèo 50.000 này. Chi ăn 50. Lên hãng. Lên bèo 50.000 nhé. Bèo ơi, bèo lên bèo 50. Chị Bích Nga có chi ăn ạ. Con này lần đầu tiên em thấy trong đời. Tôi tặng nó các chị 100k. Mã số cho em là cái này lên sủ nó bị dính như này à? Hay là vải của nó như thế này. 100.000 cho em nhá. Comment cho em là mã 100. Lên hãng 50. Áo em mà còn đen nữa cho chị như hết rồi sao á. A11 hết rồi đúng không? Lên hãng cho chị Nguyễn Điền. Hết rồi, áo em mặc hết rồi. Lên hãng là 50 ạ. Phí bên em sẽ đổi trả chiều đi chiều về cho mọi người nhé, yên tâm. Còn nếu mà sai thì nhà em đổi trả cho các chị thôi, không vấn đề gì hết. Nếu mà gửi sai mẫu chị nào thích thì mình lên bèo 50. Chị Lan Nguyễn lên bèo ạ. Phao cao cấp cho chị 399. Anh em mình bảo 450. Phao cao cấp 399 à. 450 nốt. Tại hôm em like ở cửa hàng có mấy mã em chẳng nhớ mã nào á. Chị cứ chụp cái màn hình vào đi. Lên hãng cho 100. Lên hãng 50. Mã 100. Đây, mình chụp kiểu bí ẩn với ta. Camera
là mình không sáng à? Đang giúp mình ổ cắm thì cắm. Một trăm là cái nào? Đây. Trăm nghìn. Một trăm đó chị, ánh hoa. Em còn màu đen nhưng mà hết rồi chị, áo này hết rồi. Áo trắng á, em chẳng nhớ. Để tua lại like nha. Thiếu thì em chuyển khoản lại cho chị. H62 còn nâu. H10 còn đủ, H62 còn nâu cho chị nhá. Ồ, khoác mũ ren 100.000 nốt đi. Comment là khoác mũ ren 100k nhá. Rồi nước con này nghỉ thôi. Khoác mũ ren 100.000. Ai lấy khoác mũ mình cho là khoác mũ ren nhá, 100k nốt. Khoác mũ 100.000. Khoác mũ 100 len dày và đẹp lắm, 100k. Khoác mũ cho em nhé, 100k. Khoác mũ 100k. Rồi, 50.000 nốt. Comment cho em là len, len bèo nhé, len pha cũng được. Một bên túi da, một bên bèo này. Đối chặn 50.000 mã len pha. Len pha 50. Chị nào lấy len pha thì mình chốt len pha cho em. Chị Vinh nhìn được pha của khoác mũ ạ. 50.000. Rồi, 100. Em có một con cuối cùng nha. Comment cho em là len xanh. Len xanh đó chị ơi, 20.000 rồi em nhỉ nhá mọi người. Hẹn đó chị vào tối nay nhá. Ôi khẩu trang. Len pha cho chị Binh nhóc bướng bỉnh ạ. Khẩu trang thì chị nào lấy thì mình chốt nhanh nhá. Tối nay em hết hàng là em không về thêm đâu ạ. Về thêm bây giờ giá cao lắm, không lấy nổi. Len pha bao nhiêu? Len pha 50 thôi. Chị Bình nhóc bức bình không có số thì em cho chị thêm. Khẩu trang em là như thế này nhá mọi người. Em bán từ trước khi dịch và sau khi dịch nó vẫn thế. Chưa? Ừ. Nốt. Chị nào lấy khẩu trang mình sẽ chốt là khẩu trang cho em nhá. 39.000. Thảo chân ạ. 39.000 một hộp 50 cái. Tính ra rất là rẻ, 8 ào một cái. Một ngày dùng 2 cái là hết 16. 20.000. Em dùng rồi. Khi nào lấy khẩu trang mình sẽ chốt là khẩu trang em nhé. Có lớp kháng khuẩn đầy đủ các thứ nhé. Nói chung đều cái này rất là thoáng luôn. 39.000 một hộp cho em nha mọi người. Tối em nghỉ nhá các chị nha. 39.000 một hộp nhưng mà chỉ có 300 hộp là hết. Tại vì là về 350 hộp. Nhưng mà em để lại 50 hộp để dùng. Còn 300 hộp để bán. Cái này là có, cái này là hàng 3 lớp. Nhưng mà cái này lớp của nó rất là dày, có lớp kháng khuẩn này. Cái này 3 lớp nhưng mà có lớp kháng khuẩn các thứ đầy đủ luôn. Nó giống như hàng 4 lớp nha các chị. Ở chung cái này đều rất là thích luôn. Đây là cái hộp nha em đang dùng giỏ. Gần hết rồi. Đây còn có mấy cái. Còn có mấy cái là hết thôi. Khẩu trang này là chị nào thích đi kèm đơn quần áo cũng được. Tại vì bây giờ cái này em mới nhập từ sáng nay nên nó đắt hơn. Nên là bán giá cao hơn. Chứ còn rốt đợt này là em nghỉ nhá. Không bán nữa đâu nên là chị nào lấy khẩu trang thì mình cứ chốt cho em là khẩu trang. Còn mỗi màu xanh. Màu trắng em hết nhá, còn mỗi màu xanh thôi. Chị nào lấy khẩu trang mình cứ comment là khẩu trang cho em nhá. Rồi ok em nghỉ nhá mọi người ơi. Hẹn các chị vào tối nay nhá. Bye bye mọi người. M23 hôm nay nữa là nghỉ rồi. M20 em chẳng nhớ là mã nào cơ. M20 chị cứ để lại số đi. Vấn đề gì mình cứ để lại số để em bảo nhân viên nó gọi điện cho mình. Khẩu trang này là hàng Việt Nam mà, đâu phải hàng nước ngoài, nhưng mà khẩu trang này là xuất đi nước ngoài chị ạ. Nói chung nó đầy đủ y tế các thứ. Bây giờ khẩu trang mình nhập làm gì đắt lắm. Hàng công ty nhá. Có đăng ký bảo hộ thương hiệu này. Khẩu trang y tế đấy. Xịn sò, nói chung đeo cái này rất là thích. Tối thì chắc khoảng độ 8 giờ hơn đi các chị nhỉ. Q100 em không nhớ là còn hàng hay không ấy. Để kiểm tra hàng đã nha mọi người. Chị cứ để lại số đi. Chị nào lấy khẩu trang mình sẽ chốt là khẩu trang cho em. Không thể thiếu luôn. Được chưa? Giá cho các chị là 39.000 một hộp nhá. Rồi em nghỉ nhá mọi người ơi. Bye bye các chị nha. Bye.